Ủa. Mọi người mà nghe rõ rồi hay chưa rõ thì đánh mở cửa sổ chat giúp em nha. Vâng, em mời chị Bùi Hòa. Hình như là đã có một sự khóa cái cửa sổ chat hay sao đúng không ạ? Nên mọi người không ý kiến được đúng không ạ? Ta có thể ấn nút và trả lời giúp em ấy còn đúng không ạ? Nghe rõ rồi đấy. Dạ, nghe rõ rồi. Dạ, vâng, dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình buổi sáng ngày hôm nay nhé các anh chị nhé. Sáng ngày hôm nay thì anh Hiền sẽ cùng với các anh chị tìm hiểu về sản phẩm Healthyrhythm. Thì Healthyrhythm này là một trong những sản phẩm mà nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh lại cái nhịp sinh học của cơ thể của mình. Nhịp sinh học là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta có thể là gì ạ? Có sức khỏe được tốt hơn, và cũng như là tất cả các hoạt động của các cơ quan trong cơ thể nó sẽ tuân thủ theo những cái quy trình tự nhiên mà ông trời sinh ra cho chúng ta. Và cái gì mà cứ đi ngược lại tự nhiên thì đương nhiên là nó sẽ gì ạ, khiến cho chúng ta cả theo thời gian nó sẽ giúp cho nó sẽ làm cho sức khỏe của chúng ta bị gì ạ, suy yếu đi. Vâng, có một chị Lê Hà lúc nào cũng đòi yêu cầu điều chỉnh màn hình. Xin phép là sẽ không có cái chuyện là mọi người điều chỉnh màn hình của em ha. Nên mọi người hãy tập trung vào việc học ạ. Lê Hà mà còn tiếp tục gửi cái yêu cầu này là em các em sẽ phải mời ra khỏi phòng quá à. Em thấy nãy giờ từ đầu chương trình đến giờ là chị cứ liên tục gửi cái yêu cầu này ạ. Rồi, để không mất thời gian thì em Hiền sẽ bắt đầu luôn chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Sản phẩm mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Healthyrhythm. Bản chất của sản phẩm đó chính là chúng ta sẽ cân đối lại các loại vitamin và khoáng chất mà cơ thể mình cần để nuôi dưỡng các cái tế bào làm sao nó hoạt động được khỏe mạnh trở lại. Trong đó có các cái tế bào mà nó sẽ điều chỉnh cái nhịp sinh học của cơ thể của chúng ta, đặc biệt là nó sẽ chi phối bởi cái ánh sáng hoặc là thay đổi về không gian, thời gian. Cái Healthyrhythm này nó cực kỳ hiệu quả đối với những ai mà thường xuyên phải di chuyển ở trong công việc cũng như là công việc của mình thường xuyên có cái hiện tượng là chúng ta sẽ không tuân thủ được theo quy luật thời gian, ví dụ như là ăn ngủ thất thường đúng không ạ? Do sự công việc, đặc thù công việc chúng ta bị sinh hoạt ăn ngủ thất thường hoặc hay phải di chuyển công tác đến các cái vùng địa lý khác nhau, đặc biệt là di chuyển từ nước này đến nước kia. Thì cái Healthyrhythm là một trong những cái sản phẩm mà giống như đồ vật bất ly thân nhằm giúp cho cơ thể của chúng ta nhanh chóng thích nghi được với cái môi trường nơi chúng ta di chuyển đến hoặc nhanh chóng điều chỉnh phù hợp với cái nhịp sinh học mà chúng ta mới bị thay đổi theo. Thì ví dụ như nếu như chúng ta mà hay phải công việc của chúng ta thường 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 lại có phải đột xuất, phải thức khuya hay phải làm việc hoặc ăn uống bị thất thường, thì với cái Healthyrhythm này nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta điều chỉnh để thích nghi làm sao mà vẫn duy trì được cái nhịp sinh học vốn có của nó, để chúng ta không bị mất đi cái nhịp sinh học này. Giống như kiểu là chúng ta sẽ không bị mất ngủ, hoặc là chúng ta sẽ không bị cái giấc ngủ của chúng ta nó bị đảo lộn đó, hoặc là cái cơ cơ cơn đói của chúng ta nó cũng sẽ không bị thất thường. Thì đó chính là cái tác dụng của cái sản phẩm Healthyrhythm. Có lẽ là chúng ta sẽ đi vào luôn ha. Thế thì cái phần lớn của thời lượng chương trình ngày hôm nay thì em Hiền lại muốn với các anh chị tìm hiểu vai trò của các cái loại vitamin và khoáng chất mà nó có ở trong cái sản phẩm Healthyrhythm này, để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn được là vì sao cái sản phẩm Healthyrhythm nó có thể giúp cho các anh chị điều chỉnh lại được cái nhịp sinh học của cơ thể mình một cách hiệu quả ha. Như vậy thì nó sẽ hiệu tốt hơn.
Vậy thì đầu tiên trong cái sản phẩm Healthyrhythm này nó sẽ có hai thành phần, và chính là các loại vitamin và các loại khoáng chất. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu xem vitamin là gì và nó có những loại vitamin gì, tác dụng cho làm sao ha. Thì vitamin là gì ạ? Vitamin nó là cái hợp chất hữu cơ rất cần thiết cho cái sự trao đổi chất, và nó là cái dưỡng chất vô cùng quan trọng mà cơ thể của chúng ta không thể sản sinh đủ mà phải bổ sung từ nguồn thức ăn bên ngoài, đúng không? Hàng ngày. Và đặc biệt là vitamin nó tham gia vào cả quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể, nó tổng hợp sử dụng và chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Vitamin có nhiều loại và có vai trò khác nhau trong cơ thể của chúng ta. Như vậy các anh chị đầu tiên phải thấy rằng là vitamin nó đóng vai trò quan trọng trong cái quá trình trao đổi chất, đúng không ạ? Nó chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Vì vậy nên đôi khi Hiền cũng đã có nhiều lần đề cập đến với các anh chị rằng là ngày nay có hiện tượng đói vi chất, đó chính là trong đó vi chất một trong những thứ mà chúng ta thiếu, đó chính là vitamin. Ăn rất nhiều nhưng mà thiếu đi những cái dẫn chất để giúp chuyển hóa năng lượng, giúp cái quá trình trao đổi chất được diễn ra một cách chuẩn trơn tru, thì chúng ta ăn nhiều đến mấy nhưng mà cơ thể của chúng ta vẫn bị thiếu chất do các cái chất dinh dưỡng nó không được chuyển hóa. Cho nên chúng ta ăn vào rồi nhưng mà cơ thể của chúng ta thực tế lại bị gì ạ? Thiếu đi các chất dinh dưỡng. Đấy, cho nên là đầu tiên chúng ta phải đồng ý với nhau, thống nhất quan điểm với nhau rằng vitamin nó tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể và nó đóng vai trò khác nhau trong cơ thể. Vậy bây giờ có nhiều loại vitamin khác nhau, thì mỗi loại vitamin nó sẽ đóng vai trò gì và như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn, đúng không ạ? Vitamin nó có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Và nếu có cơ thể mà chúng ta sẽ thiếu vitamin ý, thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều các cái bệnh nguy hiểm cho cơ thể. Bởi vì vitamin nó là chất tác giúp biến đổi thức ăn này, đúng không ạ? Tạo ra năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của các tế bào trong cơ thể. Qua đó thì nó sẽ là hoạt động sống của chính cơ thể lớn chúng ta. Bởi vì cơ thể của chúng ta được hình thành từ 64.000 tỷ tế bào khác nhau, đúng không ạ? Và vitamin nó là năng lượng sống cho từng tế bào. Vậy từng tế bào cấu tạo nên cơ thể của chúng ta. Nếu như từng tế bào mà không khỏe, chúng ta sẽ không thể có được một cơ thể khỏe mạnh. Đó là cái gốc rễ của vấn đề tại sao vitamin nó quan trọng, đúng không ạ? Rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy rằng vitamin nó rất cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng bình thường của cơ thể ngay cả khi còn trong bụng mẹ. Đặc biệt là khi trong bụng mẹ thì chúng ta thấy rằng người phụ nữ khi mang thai luôn luôn phải bổ sung một số các loại vitamin hỗ trợ cho cái quá trình tăng trưởng. Lát nữa mình sẽ tìm hiểu xem đó là vitamin gì, đúng không? Rồi, và vitamin còn bảo vệ tế bào nhờ cái đặc tính chống lại của quá trình oxy hóa và tham gia bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng, rồi là khử độc, rồi là chữa các cái cấu trúc bị hư tổn. Đó, thì ví dụ như là chúng ta thấy rằng là trong cái công thức để chống lão hóa mà gọi là tư vấn viên của Stavrogonet chúng ta luôn luôn ứng dụng, đó chính là ACE, đúng không? Vitamin A, vitamin C và vitamin E. Thì đây đó là một trong những cái đặc trưng của chúng ta thấy rằng là vitamin nó có tác dụng lại gì ạ? Chống oxy hóa tế bào. Đó. Các vitamin mà tan trong chất béo thì nó sẽ tham gia các cái phản ứng tạo nên các chất, các cái cấu trúc, các cái cơ quan và các mô của cơ thể của chúng ta. Các cái vitamin mà tan trong chất béo nhé, các anh chị nhớ là vitamin nó có nhiều loại, có loại tan trong nước, có loại tan trong chất béo. Thì những cái loại mà tan trong chất béo thì nó sẽ tham gia vào các cái phản ứng tạo nên các chất, các cấu trúc, các cơ quan và mô trong cơ thể của chúng ta. Như vậy là nếu như thiếu đi những cái vitamin này thì cái việc hình thành các cơ quan, các mô nó có trọn vẹn được không ạ? Chắc chắn là không, cho nên là khi mà chúng ta bị bệnh tật, bản chất chính là do tế bào của chúng ta nó bị thiếu hụt, các cơ quan nó được hình thành và được tái tạo lại không đầy đủ, cho nên theo thời gian thì dẫn đến bệnh tật mà thôi. Cho nên là chúng ta khi mà hiểu về dinh dưỡng thì chúng ta sẽ thấy rằng bản chất cơ thể của chúng ta nó chỉ cần khoảng 46 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, và nó chỉ dẫn ra bệnh tật khi mà nó bị thiếu đi cái sự cân bằng thôi. Cho nên là cái việc mà chúng ta sử dụng các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc các thực phẩm bổ sung ấy, mục đích của nó chính là gì ạ? Là để giúp cho chúng ta tự cân đối lại các cái lượng vitamin và khoáng chất mà cơ thể của chúng ta hàng ngày cần mà chúng ta không thể bổ sung một cách đầy đủ, một cách gọi là đầy đủ được từ cái nguồn thức ăn hàng ngày. Nó có nhiều nguyên nhân, nhưng trong cái thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì không thể phân tích với các anh chị được là vì sao mà cơ thể của chúng ta nó lại thiếu hụt các loại vitamin và khoáng chất trong cái cuộc sống hiện đại như vậy, đúng không ạ? Thường thì học về bài vitamin thì Hường sẽ nói kỹ hơn về phần này. Rồi, bây giờ chúng ta lại tìm hiểu tiếp cái vai trò của vitamin đối với cơ thể tiếp theo.
đó là gì ạ? Các cái vitamin khác nhau thì nó sẽ có các cái vai trò khác nhau đối với cơ thể của mình, đúng không? Ví dụ vitamin B nó sẽ kích thích ăn uống này, giúp cho da tóc bóng mượt, đặc biệt là góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh. Để cho nên là các anh chị thấy là vitamin nhóm B, ví dụ như B1 chẳng hạn, thì thường nó có ở trong các loại tinh bột là nhiều. Mà chúng ta với những cái người mà đặc biệt là những người ăn cái chế độ low carb mà không ăn tinh bột lâu ngày, thì các anh chị sẽ thấy cái việc ảnh hưởng đầu tiên đó chính là đến thần kinh. Nên là, và người ta hay nói một cách dân dã là bị teo não đấy. Tức là bản chất tức là chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà bị thiếu hụt trong một thời gian dài là lập tức nó sẽ biểu hiện ra ngay. Thế thì cái mà vitamin nhóm B thì một trong những cái biểu hiện của nó đó chính là nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thần kinh. Được chưa ạ? Đó. Rồi cái vitamin tiếp theo là vitamin A, đúng không ạ? Nó sẽ giúp làm sáng mắt, chống lại cái quá trình lão hóa trong cơ thể. Cho nên là cứ luôn luôn có công thức là vitamin ACE. A là một trong cái yếu tố mà chống oxy hóa cho tế bào, đúng chưa? Rồi, vitamin C. Vitamin C nó sẽ làm chậm cái sự oxy hóa, ứng dụng nhiều trong da liễu này. Nó có khả năng là tăng sức bền của thành mạch, ứng dụng nhiều trong các cái điều trị về bệnh lý xuất huyết. Nếu như các anh chị tìm hiểu thì sẽ thấy nhé, trong các cái sản phẩm mà về tim mạch giúp cho thành mạch được vững thì bao giờ nó cũng phải có thành phần là vitamin C, bởi vì nó sẽ giúp tổng hợp các cái collagen để làm sao giúp cho vững cái thành mạch của chúng ta. Và vitamin C cũng là một trong những thành phần chống oxy hóa, giúp bảo vệ cái tế bào của chúng ta, đúng không ạ? Đó. Rồi một cái loại vitamin tiếp theo đó chính là vitamin D. Thì vitamin D nó cùng với canxi nó sẽ giúp kích thích sự phát triển của hệ xương. Thiếu vitamin D thì nó sẽ gây ra các hiện tượng như bệnh lý về xương khớp, như là còi xương hoặc xương sống căng hoặc răng mọc chậm đối với trẻ con. Còn người lớn đương nhiên nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng bị loãng xương, đúng không ạ? Đó. Rồi vitamin E thì liên quan đến các bệnh lý về da, về tế bào máu là nó sẽ tác động rất mạnh, và chúng ta sẽ thấy rằng vitamin E được ứng dụng trong làm đẹp tế da rất là nhiều. Đó là bởi vì là nó trực tiếp liên quan đến những cái tế bào mà chúng ta có thể nhìn thấy được, cảm nhận thấy được một cách rõ ràng, đúng không ạ? Rồi một cái vitamin nữa là vitamin K, thì là một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến sự đông máu. Thiếu vitamin K thì sẽ khiến máu bị khó đông, các vết thương sẽ bị chảy máu liên tục. Thế cho nên là những người mà bị cái hiện tượng máu không đông, bản chất họ chính là họ bị thiếu vitamin K ở trong trong cơ thể rất là nhiều. Hoặc nữa là trong cái tế bào tiểu cầu của họ nó thiếu đi cái chất đó, cũng chính là vitamin K để giúp cho kết tập các cái tiểu cầu khi mà có cái hiện tượng mà mạch máu hoặc là cơ thể của chúng ta bị sức, bị đứt, bị rách thì máu nó chảy ra chẳng hạn, thì cái hiện tượng cái thiếu vitamin K là nó sẽ không tạo ra được những cái kết tập được tiểu cầu để làm cho là gì ạ, máu nó sẽ tạo ra một cái lớp màng để máu không thể chảy ra bên ngoài được. Vậy thì với những người mà bị thiếu vitamin K thì chúng ta sẽ thấy một cái hệ quả là gì, là máu sẽ bị mất máu rất nhiều nếu bị thương, đặc biệt là với những người mà bị thiếu vitamin K mà khi bị tai nạn á thì rất là khó cứu, bởi vì là cái hiện tượng máu nó chảy ra liên tục, mà bản chất cơ thể của chúng ta khi bị mất máu, những người mà bị mất về tai nạn phần đa, ngoài cái việc chấn thương ra thì phần đa là không cấp cứu kịp chẳng hạn, thường bị tử vong là do gì ạ, bị mất máu thôi đó. Thế thì sơ bộ đây thôi thì các anh chị cũng đã thấy được cái vai trò của các loại vitamin đối với cơ thể của chúng ta, đúng không? Bây giờ một cái thành phần nữa có trong cái sản phẩm mà chúng ta tìm hiểu trong ngày hôm nay đó chính là Healthism ấy, thì là khoáng chất, đúng không ạ? Khoáng chất là một trong những cái chất dinh dưỡng thiết yếu trong cơ thể của con người. Nó vô cùng quan trọng trong cái việc hoạt động cũng như bảo vệ các cái sức khỏe của chúng ta. Thế thì khoáng chất nó có vai trò quan trọng trong cơ thể con người, đặc biệt là trong cái quá trình là cân bằng lại chất lỏng, duy trì sự phát triển của răng, xương, cơ và các chức năng của hệ thần kinh. Thì khoáng chất cũng là một trong những cái thành phần mà nó không cần nhiều, nhưng nếu thiếu thì nó sẽ gây ra mất cân đối và nó sẽ dẫn đến rất nhiều các vấn đề về sức khỏe của chúng ta. Đó. Cho nên là cơ thể của chúng thường thường chúng ta thì nói về dinh dưỡng ý, thì mọi người hay đề cập nhiều đến chất đạm, chất béo, đúng không ạ? Chất bột đường, những cái đạm chất để giúp cho cơ thể của chúng ta có năng lượng trực tiếp hoạt động thôi, hoặc tạo ra cái sự béo gầy của cơ thể thôi, chứ ít khi chúng ta quan tâm đến những vi chất như là vitamin hoặc là khoáng chất. Nhưng đây là những cái dẫn xuất những cái thành chất, những cái chất mà nó lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc mà để chúng ta có một cái sức khỏe bền vững. Đó. Rồi, thế thì khoáng chất
nó sẽ có đại lượng và vi lượng. Thì cái khoáng chất vi lượng nó sẽ bao gồm, vi lượng là lượng nhỏ đấy ạ, thì nó sẽ gồm có sắt, kẽm, selen, mangan, đồng, iốt, coban và flor. Những cái khoáng chất vi lượng này nó sẽ chiếm tỷ lệ ít hơn so với những cái khoáng chất chính khác ở trong cơ thể của chúng ta. Đó. Rồi các khoáng chất chính hay còn gọi là đại lượng thì đó là gì? Là những cái khoáng chất có trong cơ thể của chúng ta với số lượng lớn. Khi nói đến sức khỏe cũng như các chức năng trong cơ thể của chúng ta thì khoáng chất có trong cái chế độ ăn cũng rất là quan trọng, như là cũng quan trọng như là vitamin thôi. Ví dụ như là clo này, natri này, kali, canxi, phốt pho, magie. Đây là những cái thành phần mà thường nó có trong cơ thể của chúng ta với lượng lớn. Đó. Thì nó là khoáng chất chính. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái nhóm khoáng chất nó sẽ chia ra làm hai loại là vi lượng và chất chính, tức là đại lượng, đúng không ạ? Rồi. Thì các cái khoáng chất yếu cho cơ thể của chúng ta là những khoáng chất gì? Là như là natri, canxi, phốt pho, kẽm, iốt, sắt, là những cái khoáng chất mà không thể thiếu trong cơ thể con người của chúng ta. Đó. Cơ thể con người của ta giống như một cỗ máy, nó rất cần những cái nguồn năng lượng thích hợp để hoạt động cho đúng. Các cái loại nhiên liệu cơ thể con người ta cần đó chính là các loại vitamin, các khoáng chất và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Như vậy là thiếu đi một loại nào thì đều cái cỗ máy nó đều hoạt động không được trơn tru, đúng không ạ? Đó. Và để thực hiện được cái chức năng cũng như là các cái quá trình của cơ thể hàng ngày thì khoáng chất là một cái nhiên liệu rất là cần thiết. Ở trên thực tế khoáng chất là những chất vô cơ được tìm thấy trong đất và đá, đúng chưa? Vì vậy làm thế nào để khoáng chất có thể thâm nhập vào cơ thể trong chúng ta? Thực phẩm là một nguồn quan trọng của các cái để đưa cho chúng ta những cái khoáng chất này. Thế nên là nhiều khi chúng ta sẽ thấy rằng là người ta hay có cái quảng cáo là muốn đưa các cái khoáng chất thì bằng cái đường nước uống, đúng không? Nhưng thực tế thì nếu mà nước uống nó là các cái khoáng chất vô cơ đưa vào cơ thể thì cơ thể của chúng ta nó rất là khó để hấp thụ. Nên thường cái khoáng chất mà đưa vào cho cơ thể nó phải là khoáng chất ở dạng hữu cơ, đúng không ạ? Và đó là nó có từ cái nguồn thức ăn. Đó. Lượng khoáng chất trong cơ thể của chúng ta phụ thuộc vào cái chế độ ăn uống hàng ngày. Đây là một trong những cái điều rất là quan trọng ha. Cái chế độ ăn uống của chúng ta có đảm bảo đủ các cái khoáng chất thiết yếu cho cơ thể hay không, nó mới quyết định được cái tính chất cái sức khỏe của chúng ta. Rồi bây giờ natri thì natri nó là một khoáng chất quan trọng, nó có tác động dẫn truyền thần kinh, cân bằng các cái chất lỏng thích hợp và sự co cơ. Như vậy là nó sẽ điều chỉnh cho cái việc co thắt các cái cơ của chúng ta, đúng không? Thiếu đi natri thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hoạt động về cơ bắp của chúng ta nó sẽ bị hạn chế. Natri cùng với clorua nó sẽ giúp cân bằng các chất lỏng bên ngoài các tế bào, tức là nó sẽ cân bằng cái môi trường chất lỏng bên ngoài các tế bào của chúng ta, và nó qua đó nó sẽ điều chỉnh huyết áp, có thể được điều chỉnh bằng lượng natri trong cơ thể. Như vậy là nếu như mà thiếu đi natri thì huyết áp của chúng ta cũng gặp vấn đề. Đó. Tình trạng thiếu natri là rất hiếm và tình trạng thừa natri thì lại gặp nhiều hơn. Vậy thì nếu như làm cơ thể của chúng ta bị thừa natri thì sẽ làm tăng huyết áp của một số người. Cho nên tại sao người ta nói là không nên ăn mặn? Bởi vì ăn mặn sẽ làm cho gì ạ? Tăng cái lượng muối natri trong cơ thể của chúng ta và dẫn đến nó sẽ làm gì ạ? Tăng huyết áp. Đó. Bạn có thể tìm thấy được natri trong muối ăn, một số loại thực phẩm khác trong quá trình chế biến chứa muối hoặc các cái chất bảo quản bằng natri. Đó. Thế nên là hôm nay chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nó là vi chất, đúng không? Nó là một trong những cái chất có trong cơ thể của chúng ta, và thừa không được, thiếu cũng không được. Đó. Và trong cái chế độ ăn uống của chúng ta hiện nay thường gặp nhất, đấy các anh chị đi tư vấn thì anh chị sẽ thấy quan trọng nhất là chúng ta phải thấy rằng bị thừa natri, thừa muối. Cho nên là luôn luôn khuyến cáo nhau là ăn bớt muối đi, ăn ít mặn thôi, đúng không ạ? Thì sẽ đảm bảo được cho cái huyết áp của chúng ta được tốt hơn. Đó. Rồi, một cái yếu tố thứ hai, một cái yếu tố chính, khoáng chất chính nữa rất quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, đó chính là canxi. Canxi nó rất cần thiết cho răng và xương, cái này ai cũng biết, đúng không? Nhưng bên cạnh đó thì canxi lại rất cần cho cái sự thư giãn cơ, nó điều chỉnh huyết áp, chức năng thần kinh và tăng cường hệ thống miễn dịch. Đó. Thế nói đến canxi thì mọi người hay chỉ nghĩ đến cái việc xương khớp thôi, đúng không? Chứ rất ít người biết đến nó tác động trong cái việc là gì, thư giãn thần kinh, tức là nó sẽ giúp cho giảm cái stress nữa cơ. Đó, giúp điều chỉnh huyết áp, tăng cái chức năng của thần kinh và tăng cường cả cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nữa.
À, đặc biệt trong bối cảnh dịch dã như thế này, chúng ta thấy là giờ đây mọi người đã cực kỳ quan tâm đến cái việc tăng cường cái hệ thống miễn dịch của mình, trong đó đó là các tế bào miễn dịch, đúng không ạ? Đó. Rồi, thế thì một chế độ ăn uống với một lượng canxi vừa đủ cho cơ thể của chúng ta sẽ là cực kỳ tốt. Mọi người luôn luôn nhớ là phải cân bằng nhé, chứ cần thừa không được thiếu không sao. À, tuy nhiên một số người mắc chứng rối loạn về tiêu hóa như bệnh viêm ruột có thể không hấp thụ được các khoáng chất này, đó chính là không thể hấp thụ được canxi, hoặc những người đang sử dụng cái corticosteroid hoặc là bị hen suyễn cũng có thể gặp cái tình trạng này, đó là họ rất dễ bị thiếu canxi. À, canxi thì được tìm thấy với số lượng lớn ở trong gì ạ, sữa này, sữa tươi, phô mai, sữa chua. Và như mình là người ngại uống sữa hoặc bị dị ứng với sữa, có nhiều người bị dị ứng với các thành phần của sữa trực tiếp ấy, thì vẫn có nhiều các thực phẩm khác chứa canxi, ví dụ như ăn các loại hải sản, đúng không, các loại tôm, cua đó. Rồi canxi cũng có rất nhiều trong các loại hạt như là các cái loại rau có màu xanh đậm đó, hoặc là các cái thực phẩm như là ngũ cốc. Cho nên là chúng ta thấy rằng là canxi là một trong những yếu tố rất là quan trọng và nó được tìm thấy rất nhiều trong nguồn dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta, kể cả người ăn mặn cũng như là người ăn chay thì đều có thể đưa vào trong cơ thể của mình những cái gì ạ, thành phần quan trọng của canxi thông qua cái đường ăn uống. Đó. Rồi một yếu tố thứ ba nữa đó là phốt pho. Thì phốt pho cũng rất quan trọng trong việc thực hiện các chức năng của tế bào, nó sẽ hoạt động bình thường và nó sẽ hỗ trợ cho cái sự phát triển của xương. Cùng với sự hỗ trợ của các loại vitamin nhóm B thì nó tổng hợp ấy, nó sẽ chuyển đổi các loại thực phẩm mình đang ăn thành năng lượng để duy trì hoạt động cho cơ thể hàng ngày. Như vậy là phốt pho giống như là các cái vitamin nhóm B nhé. Vì phốt pho là khoáng chất nhưng nó đóng vai trò giống như các loại vitamin nhóm B, nó kết hợp với nhau để làm sao mà giúp cho cơ thể chúng ta có thể chuyển đổi cái thức ăn, hiệu quả hóa cái việc chúng ta đưa thức ăn vào cơ thể và nó sẽ chuyển đổi thành năng lượng để duy trì các cái hoạt động sống của cơ thể của chúng ta. Đó. Rồi magie, magie thì nó có trong rất nhiều các loại hạt, các loại rau có lá màu xanh, các loại hải sản hoặc là sô cô la màu đen, là những cái nguồn mà giàu magie nhất. Magie là khoáng chất tốt nhất đóng vai trò xây dựng cái hệ miễn dịch và hệ thống thần kinh mạnh mẽ. Cho nên là nếu như các anh chị học về cái bài Essential vậy thì chúng ta sẽ thấy là có cái sản phẩm của sản phẩm Gwyneth của chúng ta đó là chuyên biệt đó là magie, đúng không ạ? Nhằm hỗ trợ cho cái quá trình giúp giải giúp cho thần kinh của chúng ta được thư giãn, được giấc ngủ ngon hơn, bởi vì nó tác động rất mạnh mẽ đến với hệ thần kinh của chúng ta. Thế nhưng qua cái bài về vitamin này, Hyaluronan này, thì các anh chị còn thấy một cái vai trò nữa của magie, đó chính là đóng vai trò trong cái việc xây dựng hệ miễn dịch. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là các cái khoáng chất nó đóng vai trò liên đới chứ nó không phải có chỉ có một cái vai trò nhất định đâu ha. Đó. Rồi các cái triệu chứng phổ biến nhất của bệnh thiếu magie đó chính là gì? Mệt mỏi, cảm thấy không có sức này, rồi tê hoặc ngứa ở tay chân, chuột rút ở cơ bắp và nhịp tim không đều. Như vậy là chúng ta có thể để nghe nhạc hiệu đoàn chương trình, đúng không? Nếu như cơ thể của chúng ta mà bị cảm thấy là thiếu sức, người nó mệt mỏi, bị thiếu năng lượng, rồi bị tê hoặc ngứa ở tay chân, chuột rút cơ bắp của chúng ta, tim đập không đều, thì chúng ta có thể nghĩ đến cái việc là có thể chúng ta đang bị thiếu gì ạ, thiếu magie. Đó. Và các anh chị sẽ thấy rằng nhé, nó liên đới với nhau như thế này nhé, là nếu thiếu magie quá nhiều thì cũng có thể gây nên tình trạng bị thiếu canxi và thiếu kali. Và như vậy các chị thiếu canxi thì các chị biết rồi đấy, thiếu canxi nó còn có rất nhiều, canxi nó lại còn đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể. Thiếu canxi là nó sẽ ảnh hưởng đến hệ xương khớp của chúng ta, đúng không ạ, tóc móng. Rồi thiếu canxi máu nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng cũng lại bị chuột rút co cơ, đúng không? Rồi là gì, thiếu canxi nó còn dẫn đến cái hiện tượng nữa là gây sỏi thận. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều những cái liên đới với nhau, cho nên là đôi khi chúng ta thấy về mặt dinh dưỡng để mà truy cứu nguyên nhân thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó rất phức tạp. Thế cho nên cái cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất đối với những người mà chăm sóc sức khỏe chủ động như chúng ta là làm cách nào đó để cân bằng cơ thể của chúng ta, có 46 loại dưỡng chất thiết yếu thì tìm những cái sản phẩm nào nó có thể nhanh chóng giúp chúng ta cân đối lại tốt nhất. Đó. Phân tích như này để cho các anh chị thấy được vai trò thôi, chứ không phải là để làm cho các anh chị cảm thấy lo lắng, bởi vì chúng ta đã sống trong một môi trường rất là tuyệt vời rồi, đã có những cái sản phẩm phù hợp rồi, đúng không ạ? Thì hôm nay là một trong những sản phẩm tương tự như vậy thôi. Rồi một yếu tố nữa, một cái khoáng chất nữa quan trọng là sắt. Thì đây là một cái khoáng chất vi lượng rất quan trọng, rất cần thiết cho việc sản xuất các tế bào máu của chúng ta. Mà máu thì tế bào máu nó sẽ mang oxy đi khắp cơ thể của chúng ta,
Ngoài ra sắt nó còn giúp tăng năng lượng. Thực ra bản chất khi mà nó mang oxy đi, chúng ta đã cảm thấy tỉnh táo và khỏe mạnh hơn rồi đúng không? Thì tế bào máu nó mang oxy, mang các chất dinh dưỡng đi đến với từng tế bào trong cơ thể của chúng ta mà. Đó. Thế thì nó sẽ giúp nặng năng lượng nhỉ, và giúp thúc đẩy cái quá trình trao đổi chất của tế bào. À, các cái loại trái cây khô, gia cầm, động vật có vỏ, các loại rau có lá xanh thì là cái nguồn chất sắt rất là cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Đó. Rồi, yếu tố thứ 6 đó là iốt. Thì iốt là cái vi chất quan trọng để cho tuyến giáp tổng hợp các hormone, điều chỉnh quá trình phát triển của hệ thần kinh trung ương, phát triển hệ sinh dục và các bộ phận trong cơ thể như là tim mạch, tiêu hóa, da, lông, tóc, móng, duy trì cái năng lượng cho cơ thể hoạt động. Các loại hải sản như là muối, các sản phẩm từ sữa là nguồn tuyệt vời của bổ sung iốt. À, thế thì hôm nay em lại nói thêm với một anh chị về cái vai trò của tuyến giáp, bởi vì hiện nay trong cái cuộc sống hiện đại ấy, có rất nhiều người bị cái hiện tượng bị u tuyến giáp và thậm chí sẽ bị cắt mất cái tuyến giáp này. Thì các anh chị sẽ thấy rằng tuyến giáp là cái tuyến mà để nó tổng hợp các cái hormone mà nó điều chỉnh gần như là toàn bộ các cái hệ thần kinh. Hệ thần kinh trung ương thì các anh chị biết là trung ương là điều hệ thần kinh chính rồi đúng không, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động trong cơ thể của chúng ta. Vậy nếu như mà thiếu đi cái hormone để điều chỉnh cái hoạt động của hệ thần kinh trung ương thì đương nhiên là các cơ quan đoàn thể trong cơ thể của chúng ta nó sẽ không thể hoạt động đúng nhất được. Và chính vì vậy thì cái tuyến giáp nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Và bên cạnh đó thì các anh chị thấy rằng là cái sự phát triển bình thường của hệ sinh dục và các cái bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta, quan trọng khác trong cơ thể của chúng ta như là tim mạch và hệ tiêu hóa thì nó đều bị chi phối bởi tuyến giáp. Thế cho nên là một cái tuyến cực kỳ quan trọng, nhưng mà nhiều người hiện nay đang bị vấn đề mắc phải. Thế và một trong những cái chất để giúp cho tuyến giáp nó hoạt động một cách mạnh mẽ và hoạt động một cách hiệu quả đó chính là iốt. Và thường chúng ta ngày xưa thấy rằng là những người mà bị iốt thì hay có cái gọi hiện tượng là yếu cổ đần độn đúng không? Tức là những người mà bị u tuyến giáp, bị thiếu iốt thì nó dẫn đến cái hoạt động của hệ thần kinh trung ương nó không hoạt động được tốt nữa, thì người nó sẽ bị đau đau đần thôi. Đó, thế thì chính vì vậy cho nên là chẳng qua người ta nói ở cái hiện tượng thôi. Cái hiện tượng là những người yếu cổ thì thường hay bị trí não nó có vấn đề. Thì khi chúng ta tìm hiểu về mặt dinh dưỡng thì chúng ta đã hiểu vì sao là do tuyến giáp nó đưa ra cái hormone điều chỉnh cái quá trình phát triển và hoạt động của hệ thần kinh trung ương đúng không? Vậy nếu như tuyến giáp mà không hoạt động, mà không tiết ra cái hormone nữa thì đương nhiên là hệ thần kinh trung ương sẽ bị ảnh hưởng rồi. Bên cạnh đó tiếp theo đó là các hệ sinh dục và các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Thế cho nên là các anh chị hãy chú ý quan tâm đến cái việc chăm sóc các cái tuyến nội tiết trong cơ thể của chúng ta, trong đấy có tuyến giáp. Rồi, một trong những cái khoáng chất quan trọng nữa là kẽm. Thì đây là một trong những khoáng chất rất quan trọng trong cơ thể con người chúng ta, và đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, nó sẽ hỗ trợ cho thai nhi phát triển tốt hơn. Cùng với khả năng miễn dịch mạnh mẽ thì khoáng chất này nó sẽ làm tăng cái ham muốn về tình dục, sản xuất tinh trùng cũng như là tăng cái tốc độ tăng trưởng tổng thể của cơ thể của chúng ta. Các cái loại rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các cái sản phẩm từ gia cầm là những cái nguồn giàu kẽm tự nhiên nhất, thì chúng ta có thể cân đối để chúng ta tổng hợp từ với nguồn thức ăn tự nhiên về cái vi chất này. Đó. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái sản phẩm Healthy Rhythm này nó có tác dụng gì đối với chúng ta. Như vậy nó có hai cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Thực ra từ đầu giờ chương trình đến giờ em liền nói về các cái loại vitamin và khoáng chất, nhưng bản chất đấy chính là tập trung để nói về cái sản phẩm Healthy Rhythm, bởi vì Healthy Rhythm nó bổ sung các cái loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta mỗi ngày. Và lúc đầu chương trình em có đề cập đến cái nhịp sinh học, thì cái Healthy Rhythm này chính là cái nhịp sức khỏe của chúng ta. Bản chất là cái việc mà khi chúng ta bổ sung đầy đủ các cái quạng vitamin và khoáng chất thiết yếu ấy, thì tự khắc cơ thể của chúng ta nó sẽ điều chỉnh được cái việc tổng hợp, cái quá trình trao đổi chất nó sẽ diễn ra một cách trơn tru, thì tất cả các cơ quan, các tế bào của chúng ta nó đều khỏe mạnh, thì chúng ta sẽ duy trì được một cơ thể khỏe mạnh. Thế cho nên là cái sản phẩm Healthy Rhythm là một trong những cái sản phẩm mà nó rất là đáng tự hào, là bởi vì nó đã bổ sung cân đối các cái thành phần vitamin và khoáng chất
tất cả đều trong một đó, để làm sao mà giúp cho chúng ta không cần phải đau đầu, không phải cân đối bao nhiêu canxi, bao nhiêu vitamin, bao nhiêu sắt, bao nhiêu kẽm để mà cơ thể của chúng ta có thể tổng hợp được một cách hiệu quả. Thì đây là một trong những công trình khoa học mà giúp cho chúng ta một cách nhanh chóng nhất có thể là gì ạ, cân đối lại được, bổ sung cân bằng được cái gì ạ, vitamin, khoáng chất thiết yếu mà cơ thể của chúng ta cần đó. Và qua đó thì các anh chị biết rằng là nó sẽ hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng và tăng cường cái sức khỏe cho chúng ta. Nói đi nói lại, em Hiền luôn luôn nhắc với các anh chị là trong cái ngành dinh dưỡng này, nếu như các anh chị đã nắm được một cái chìa khóa của việc chăm sóc sức khỏe là cân bằng lại các cái loại chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, thì không có bệnh tật nào thâm nhập được cả. Bởi vì khi chúng ta đã cân bằng được các cái chất dinh dưỡng không thừa, không thiếu ấy, thì tất cả các tế bào đều khỏe, trong đó có tế bào miễn dịch là cái bộ coi như là quân đội của cơ thể của chúng ta ấy. Một quốc gia mà có quân đội khỏe thì không có kẻ thù nào tấn công để xâm chiếm được cả. Thì cơ thể của chúng ta cũng như vậy, các loại vi khuẩn virus nếu nó có tấn công vào cơ thể của chúng ta thì nếu ai có một cái hệ miễn dịch khỏe, tức là cái số lượng cũng như là cái chất lượng của tế bào miễn dịch được phân bổ đầy đủ, được trang bị đầy đủ vũ khí, có đầy đủ sức khỏe và gọi là võ vẽ, thì nó sẽ chống lại được tất cả các cái kháng nguyên từ bên ngoài đưa vào. Cho nên là cái việc quan trọng nhất của chúng ta đó chính là làm sao để gì ạ, làm cho từng tế bào được khỏe mạnh. Thì cái cách đơn giản và cái mà khoa học người ta đã nghiên cứu đưa ra, cách khác của các hãng chỉ là các cái hãng đưa ra các sản phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ là sản phẩm nào mà nó tối ưu được cái việc mà cơ thể của chúng ta có thể chuyển đổi và hấp thụ được, cân bằng được cái chất dinh dưỡng nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thì Healthy Rhythm là một trong những đề cử của Simon Wellness để cho các anh chị có được một cái sản phẩm mà giúp chúng ta có thể cân bằng lại được các cái loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể của chúng ta. À, thì nó sẽ cân đối lại cái nhịp sinh học của chúng ta, thì lập tức chúng ta có được một cơ thể khỏe mạnh. Thế cho nên là với cái Healthy Rhythm thì nó sẽ chia ra làm vì nó liên quan đến nhịp sinh học, và các anh chị đều biết rằng là cái nhu cầu về vitamin, khoáng chất và các cái thời điểm khác nhau trong cơ thể của chúng ta ấy, nó cũng khác. Thế cho nên là tại sao nói rằng cũng là bổ sung vitamin và khoáng chất, nhưng Healthy Reason nó sẽ đi vào một cách gọi là sâu hơn, chi tiết hơn là nhu cầu chia theo cả một ngày, nhưng nó sẽ chia ra làm gì ạ, sáng và tối, đúng không ạ, nhằm giúp cho cơ thể của chúng ta nhanh chóng thích ứng nhất đối với những thay đổi về mặt không gian và thời gian, ánh sáng đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng 01 viên Healthy Rhythm vào buổi sáng, là viên có màu trắng cam thì dùng vào buổi sáng, và viên buổi tối là viên có màu trắng xanh. Và nhớ, sản phẩm dùng muốn hiệu quả thì phải dùng đúng đủ đều, đúng liều lượng, đúng cái thời gian mà chúng ta nên sử dụng và đúng cái thời điểm mà chúng ta dùng. Sáng thì phải dùng sáng và tối thì phải dùng tối. Và cái người ta yêu cầu chúng ta là cần phải dùng cùng với thức ăn, tức là ngay sau khi ăn chúng ta đã phải gì ạ, bổ sung cái sản phẩm này rồi. Thì các anh chị hãy dùng nhé, để chúng ta sử dụng làm sao cho nó thực sự hiệu quả. Đó, làm sao cho nó thực sự hiệu quả. Đây, thì các anh chị sẽ thấy rằng là ăn một cái tổ hợp để uống một buổi sáng thôi thì nó có đầy đủ tất cả các cái loại vitamin và khoáng chất thiết yếu mà như lúc nãy em Hiền có chia sẻ với các anh chị rồi. Ngoài ra thì các anh chị cũng sẽ thấy rằng trong sản phẩm của chúng ta còn chiết xuất rất nhiều các loại thảo dược như là chiết xuất rễ nhân sâm của Siberia này, lycopene này, đúng không ạ? Rồi là beta carotene, rất là nhiều các cái loại chiết xuất khác từ thảo dược cả của các cái để mà đưa cho chúng ta các cái loại vitamin chống oxy hóa. Thì các anh chị sẽ thấy rằng là với sản phẩm mà nó có chứa thêm sâm, thêm lycopene, nó sẽ rất tốt cho gì ạ, hệ tim mạch cũng như tăng cường cái thể lực ngay lập tức cho chúng ta. Chính vì vậy thì tại sao khi sử dụng cái sản phẩm Healthy Rhythm vào buổi sáng, các anh chị sẽ luôn luôn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và hoạt động không biết mệt mỏi. Đó chính là những cái lý do là nó ngoài những cái yếu tố vitamin và khoáng chất giúp chúng ta đường dài chúng ta cân đối lại, thì nó còn có những cái thành phần mà giúp chúng ta nhanh ngay và luôn cảm nhận được cái gì ạ, cái giải phóng được cái năng lượng để cơ thể của chúng ta có thể làm việc mà không biết mệt mỏi. Thì đấy là buổi sáng. Còn buổi tối thì các anh chị sẽ thấy buổi tối nó lại có thêm các cái thành phần ngoài các cái loại khoáng chất, nó sẽ tập trung nhiều khoáng chất hơn. Như anh chị sẽ thấy là buổi sáng thì tăng cường nhiều vitamin, đúng không?
Nhưng buổi tối thì sẽ hỗ trợ tăng cường cái tổ hợp vào buổi tối, thì nó lại tổng hợp rất nhiều các cái loại gì ạ? Cái loại thảo dược và các cái loại khoáng chất. Đó. Thì và nhớ rằng là các cái khoáng chất này nó được tính toán với một cái tỷ lệ hết sức hợp lý để làm sao cơ thể của chúng ta có thể chuyển đổi và hấp thụ gần như hiệu suất tối ưu. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ chiết xuất từ cây nữ lang này, chiết xuất cỏ đuôi ngựa này, đúng không ạ? Rồi chiết xuất rễ cây Balensis và chiết xuất cây táo đỏ, rất nhiều các cái thảo dược khác. Nếu như các anh chị để ý thì đây chính là các cái thành phần thảo dược có trong các cái sản phẩm mà giúp chúng ta có thể thư giãn thần kinh, giúp chúng ta có thể ngủ ngon hơn. Đó, các anh chị tìm thấy ở đâu? Kể cả trong sản phẩm Maze của dòng Essential cũng có, và trong đặc biệt là trong các sản phẩm chống stress như là Stress Relief, nó sẽ có các cái thành phần thảo dược này. Thế thì ngay trong Healthy Rhythm và cái viên mà uống buổi tối thôi thì các anh chị cũng đã tìm thấy được những cái chiết xuất của thảo dược Silvery nhằm. Chính vì vậy tại sao các anh chị uống buổi tối là để giúp cho các anh chị lúc này là gì? Ngoài các cái khoáng chất nó bắt đầu kích hoạt cái quá trình chuyển hóa ra, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có thêm các cái loại thảo dược này giúp chúng ta thư giãn thần kinh và ngủ ngon hơn. Và khi chúng ta ngủ ngon thì các cơ quan như gan, thận nó mới hoạt động tốt được và cái quá trình điện thải độc nó mới diễn ra được một cách tốt nhất. Còn nếu như chúng ta không ngủ ngon thì các cái độc tố nó không được chuyển đổi, nó không được lọc, nó không được thải ra bên ngoài, thì cơ thể của chúng ta cũng rất dễ bị tích lũy độc tố và sẽ dẫn ra cái bệnh tật. Vì bệnh tật đó là do các cái gốc oxy hóa, các cái độc tố nó tích lũy trong cơ thể nó gây ra. Thế cho nên là cái quá trình thải độc nó cũng là một cái nhịp sinh học mà. Thế nên cái việc mà giúp cho chúng ta có thể ngủ ngon hơn, nó cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp cho cái nhịp sinh học của chúng ta được gì ạ? Cân bằng, và qua đó các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta nó có thể hoạt động một cách trơn tru, đúng không ạ? Và đó chính là cái ưu thế của cái sản phẩm Healthy Rhythm. Nó sẽ giúp chúng ta, anh cứ luôn luôn nhấn mạnh lại, cái Healthy Rhythm nó là cái nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể của chúng ta, không gì bằng tự nhiên. Và nếu như những anh chị nào mà có cái nhịp sống nó bất thường, ngày nay thì chúng ta có nhịp sống bất thường là chuyện thường xuyên, thường hay bị thức khuya, rồi là ăn uống thất thường, đúng không? Thì đây chính là cái sản phẩm mà khuyến nghị để cho tất cả các anh chị có thể gì ạ? Lựa chọn cho mình cũng như khách hàng của mình. À. Ok, thôi bây giờ thì hôm nay thì cái sản phẩm này nó không có quá nhiều cái thông tin để chúng ta, em phải nói dài như là mọi hôm nói cái sản phẩm dòng Essential nó quá nhiều slide, nó quá nhiều sản phẩm của dòng Essential, đúng không? Còn hôm nay thì chúng ta sẽ chủ yếu tìm hiểu về mỗi một cái sản phẩm là Healthy Rhythm thôi, cho nên là cái thời lượng mà em Hiền chia sẻ với các anh chị về thông tin về sản phẩm nó sẽ không nhiều, nhưng mà Hiền sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các anh chị trong cái phần hỏi đáp. Thế thì tuy nhiên thì ngày hôm trước khi đi vào mục hỏi đáp thì em Hiền cũng sẽ phải tìm cách để bật lại cái cửa sổ chat, bởi vì chắc là do có bạn nào đó trong cái quá trình sử dụng cài đặt thì đã tắt đi cái chức năng chat, đúng không? Thì các anh chị có muốn ý kiến gì nó cũng khó, và em có muốn truyền đạt một số các cái đường link để cho các anh chị có thể lấy nó cũng khó hơn, nên em để em tìm kiếm lại ha, em bật lại cái cửa sổ chat. Rồi, rồi bây giờ trong khi chờ đợi để có thể mở lại được cái cửa sổ chat thì
Bây giờ ai muốn hỏi gì thì chúng ta sẽ giơ tay ha. À, có Hường Nguyễn, ok, em mời chị Hường Nguyễn ạ. Có vấn đề gì về sản phẩm này chị có thể đặt câu hỏi ạ. Em đã mở rồi ạ. Dạ vâng ạ. À, xin cảm ơn Tâm Đốc Hiền đã cho em Hường được hỏi ạ. Em Hường xin hỏi là cái sản phẩm healthy này á, thì khi mà người bình thường như là chị Đình thì bảo là uống một ngày một viên sao, và tôi như là trong cái liều lượng á, còn người mà có vấn đề về sức khỏe như là người ta không ngủ được buổi đêm này, người ta rối loạn cái nhịp sinh học á, thì có thể là tăng liều lên gấp đôi và gấp ba được không ạ? À đúng rồi, nhưng mà cái việc mà tăng cái liều lượng lên gấp đôi gấp ba ấy, mình cũng chỉ dùng trong khoảng 7 đến 10 ngày là tối đa thôi chị nhá. Bởi vì là trong cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ có những cái loại vitamin và khoáng chất ý, nó sẽ tích lũy trong cơ thể. Nếu như mà mình uống với liều cao trong một thời gian dài mà chúng ta cứ kéo dài như thế thì cơ thể nó không đào thải được. Bởi vì các anh chị đều biết rằng cái hiệu suất hấp thụ của cơ thể của chúng ta không thể được 100%, bao giờ nó cũng có cái dư lượng. Thế cho nên là nhiều khi chúng ta cứ hay bị cái hiện tượng là lạm dụng cái việc mà dùng với liều lượng cao trong thời gian kéo dài, thì cái đấy là một trong những cái thực hành không tốt. Thế nên là chúng ta thấy rằng là khi mà người bị bệnh, tức cơ thể họ đang bị thiếu hụt với một cái lượng rất lớn, thì chúng ta có thể uống với liều cao để nhằm là bổ sung ngay và luôn, đúng không ạ? Nhưng đồng nghĩa với cái việc rằng là cái gì thì cái, chúng ta đói không có nghĩa chúng ta ăn thật nhiều được hơn những người khác. Nó vẫn phải cần có một cái quá trình và cần có thời gian để cơ thể có thể phải chuyển đổi. Thế nên là cái khuyến cáo thì chúng ta có tăng liều nhưng cũng không nên tăng liều trong một thời gian quá dài. Xin cảm ơn. Và cho hỏi thêm một ý kiến nữa là những cái người như là trẻ em ấy, trẻ em mà nó thường thường như là ở dưới 5 tuổi thì ngày thì nó ngủ được nhưng mà đêm nó lại là hay cáu gắt và hay khóc đêm ấy, thì mình có thể dùng sản phẩm này không, hay là mình chỉ dùng bổ đôi trẻ em thôi ạ? À, hình là như thế này, với các cái trẻ em mà hay quấy khóc về đêm mà khó ngủ là thường nó bị thiếu canxi. Thế cho nên là chúng ta nên là cho dùng sản phẩm của trẻ con, cái vitamin Sweet ấy, và có thể tăng cường thêm cái, bây giờ chúng ta có vitamin D3. Bởi vì có thể là do bây giờ trẻ con nó ít được ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên, cho nên là đôi khi chúng nó thiếu canxi không phải là do chúng nó không uống đủ sữa hay là các cha mẹ không cho chúng nó uống nhiều canxi đâu, nhưng vấn đề là bị thiếu các cái dẫn xuất để mà tổng hợp được canxi. Nên nhiều khi cái đấy nó là một trong những cái mà chúng ta rất ít để ý, hoặc là những đứa trẻ con đấy chúng ta ít cho chúng nó chơi bời vận động, bởi một trong những cái yếu tố để tổng hợp canxi phải là vận động nữa cơ. Thế nhưng mà trẻ con mà cứ ngồi một chỗ xem TV cả ngày trong bóng tối ấy, thì kể cả có uống vitamin D3 đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã hiệu quả. Thế cho nên chúng ta phải cân đối các yếu tố để tổng hợp được canxi nhé. Đó là vitamin D3 là tốt nhất là nên cho ra bên ngoài vận động, thì cái đấy là ngon bổ rẻ. Còn tiếp nữa là ví dụ mùa đông lạnh, mặc áo kín, chúng ta khó có thể đưa ra đấy, thì có thể là vận động và uống cái vitamin D3 thì và uống tăng cường uống sữa với cả cái vitamin Sweet lên là ok. Chứ đừng có cho trẻ con dùng của người lớn. Còn nếu mà cho dùng của người lớn thì em vẫn rất là ưng ý với cái cách mà anh Ngọc Tung, bác sĩ Ngọc Tung và hướng dẫn cho mọi người, đó là trong trường hợp hãn hữu chúng ta phải dùng cái sản phẩm của người lớn đối với những cái bệnh lý đặc biệt của trẻ con, thì chúng ta cũng chỉ dùng cách Nhật là cứ 2 hoặc 3 ngày mới dùng một lần. Bởi vì nó theo cái nguyên lý là cơ thể của chúng ta hấp thụ nó có khả năng thôi, có cái giới hạn nhất định thôi, mà trẻ con thì nó ăn một bằng người lớn ăn ba. Thế cho nên là khi dùng liều người lớn thì phải bằng 1/3 của trẻ con, chỉ bằng 1/3 của người lớn thôi ha. Dạ vâng ạ, à, xin cảm ơn Giám đốc Hiền và cả nhà. Dạ. Rồi, Trần Thị Lự. Vâng, em mời Trần Thị Lự ạ, à, có thể mở mic ạ. À, vâng. Xin chào MC ạ, chào người dẫn chương trình ạ. À, vâng, tôi là em Trần Thị Lự, MC dẫn chương trình kiêm đào tạo viên luôn ạ. À, đào tạo viên ạ, vâng ạ. À, vì là người mới nên là nhiều lúc kiểu chưa được rõ lắm. À, cho tôi hỏi một tí là trẻ con ấy mà kiểu nó cứ bị tóc thưa với cả dựng tóc lên ấy. Dạ. Đấy là một vấn đề, là mình bây giờ dùng cái gì cho phù hợp. Với cả một việc nữa là cho tôi hỏi là kiểu người lớn trong cũng gọi là trong độ tuổi sinh đẻ rồi, nhưng mà kiểu do niêm mạc tử cung ấy, nó kiểu bị mỏng ấy, nó mỏng quá đấy. Thì nhiều khi kiểu trong cái việc sinh hoạt vợ chồng ấy nó hay gây chảy máu ấy. Thì kiểu dùng cái gì phù hợp sản phẩm của mình ấy thì
như chỉ hộ cho tôi tí. Dạ vâng rồi, ok, em sẽ chia sẻ với chị theo cái kinh nghiệm của em thôi. Cái câu hỏi đầu tiên liên quan đến trẻ con mà bị rụng tóc ý, thì là nó cũng đều là giống như cái câu hỏi mà chị vừa rồi có hỏi, là liên quan đến trẻ con nó đều do hiện tượng bị thiếu canxi. Thế cho nên là cái chị nên cho cháu dùng các cái sản phẩm của dòng trẻ con, và đặc biệt là bổ sung vitamin D3 và vận động để cho cháu, và uống sữa bình thường thôi, hàng ngày cứ uống sữa bình thường, bởi vì trẻ con thì chúng ta phải tăng cái lượng sữa lên. Cái vấn đề chỗ là nó chưa tổng hợp được canxi do bị thiếu các cái dẫn xuất. Đó, thì cái câu trả lời mà dành cho chị Lự cũng vẫn là cái dòng Vitamama của trẻ con ha. Còn câu hỏi thứ hai của chị Lự liên quan đến vấn đề về của cái chị phụ nữ mà bị mỏng niêm mạc, thì chúng ta sẽ thấy rằng một trong những cái sản phẩm, nếu như các anh chị học vậy, thì các anh chị sẽ thấy rằng omega 3 DHA là một trong những cái sản phẩm mà thành phần nó sẽ giúp là gì ạ, bền thành mạch này, rồi là làm cho liền vết thương và chống va đập cũng như là chống bị tổn thương. Thế cho nên là với cái chị phụ nữ này thì theo em chị nên cho chị dùng tăng cường cái dòng essential fatty acid omega 3, đặc biệt là beta carotene hoặc là linseed oil, hay bất kể cái gì được, miễn là bổ sung nhiều hơn cái omega 3 cho em ha. Đấy, ngoài ra thì về nội tiết tố nữ để mà dễ dàng quan hệ rồi các thứ hơn thì có thể uống thêm phenolon. Đó. Vâng. Rồi. Xin cảm ơn. Rồi, em hy vọng là sẽ có thể giúp đỡ được ạ. Bây giờ đến em Galaxy A7 ạ. Rất là nghiêm túc ạ. Dù học Zoom vẫn đeo khẩu trang ạ. Em mời anh. Em mời anh Galaxy A71 ạ. Anh mặc áo xanh đang đeo khẩu trang ạ. Anh có thể mở mic ạ. Được chưa ạ? Alo. Vâng. Vâng. Được nghe cô nghe chưa ạ? Rồi ạ, bây giờ nghe rõ rồi ạ. Báo cáo cô với cả nhà cùng xem Zoom. Em tên là Trịnh Đình Thái. Em cũng mới vào tư vấn viên này được một tháng rồi. Nhưng em hỏi bây giờ có nhiều người, nhưng em biết là nhiều người bị ung thư phổi và ung thư vú rất là nhiều. Thế bây giờ người ta truyền hóa chất trong chuẩn bị đi truyền, hoặc là người ta cơ phổi, người ta bác sĩ hút dịch ấy. Thì bây giờ người ta muốn dùng cái gì để cho tăng cường, để lần sau người ta đỡ hút dịch và người ta sẽ có sức đề kháng tăng lên cao. Rồi, thực ra thì nếu mà anh để lắng nghe từ đầu chương trình đến giờ thì cái việc mà để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nó nói chung là nó không phải là cái khó, mà cái quan trọng là mọi người có đủ kiến thức, tự tin để mà nhìn nhận một điều rằng cơ thể của chúng ta khỏe khi mà đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất chúng ta cân đối. Thế cho nên là với cái đối tượng như anh nói, thứ nhất là về phổi, đặc trưng về phổi để tăng cường trực tiếp cho miễn dịch phổi, thì anh có thể uống cái sinh phổi của Seven Wellness, đấy là cái trực tiếp luôn. Ngoài ra thì anh có thể lựa chọn siêu vitamin, hoặc là cái Healthism, hoặc là cái mega vitamin của dòng thể thao. Nó đều giúp cho tăng cường các loại vitamin và khoáng chất trực tiếp cho cơ thể cân đối. Thì tự các cơ thể của người ta sẽ khỏe, thì người ta sẽ chống ơi. Được chữa bệnh. Xong ạ. Rồi, anh còn câu hỏi gì nữa không ạ? Em có một loạt các em thần thì là em khoảng kia khoảng 20 ông bệnh nhân ung thư phổi đang ngồi kia thì anh toàn đi kia vào các bệnh nhân lại ung thư, với cả là hơi nguy hiểm đấy. Em nói thật sự với anh rằng là bệnh nhân, đối với bệnh nhân thì đã đến giai đoạn mà phải giải trị các thứ gì mình nên để cho bệnh viện người ta chịu trách nhiệm. Còn với những cái người làm về lĩnh vực về chăm sóc sức khỏe, mình chỉ hỗ trợ tư vấn họ để làm sao họ có thể khỏe hơn. Và mình tập trung đi tìm những người mà thiên về hướng về bảo vệ sức khỏe nhiều hơn ha. Là những cái người mà ở sức khỏe bán phần giống như anh em mình ý. Là trong năm có một vài lần hắt hơi, sổ mũi, đau bụng, chướng hơi rồi mất ngủ, khó ngủ, thì chăm sóc tốt thì sẽ không phải đi gặp cái đi nằm cái giường bệnh đắt giá, gọi là cái giường đắt giá nhất hành tinh. Còn nếu mà không chăm sóc tốt thì chăm sóc tốt thì chúng ta sẽ luôn luôn ở tình trạng là khỏe mạnh, tiệm cận với những người khỏe mạnh hơn. Và để đóng góp kinh doanh, nếu anh mới kinh doanh thì anh cũng sẽ thấy rằng là cái gì mà thị trường đông thì dễ làm hơn, đúng không? Còn cái những người mà bị bệnh, người ta chỉ chiếm 10% dân số thôi, mà cái tỷ lệ thành công nó rất là chầy chật đó. Và anh nghĩ rằng anh tham gia Seven Wellness thì bên cạnh cái việc chăm sóc sức khỏe thì chăm sóc sức khỏe thể chất, thì cái việc chăm sóc sức khỏe về tài chính nó là một trong những yếu tố nó hấp dẫn anh hơn, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu thiên về cái cách thức làm việc nào mà nó vừa mang lại cái đóng góp cho cộng đồng mà nó lại vừa giúp cho mình có để cải thiện được cái tình hình sức khỏe tài chính nó tốt hơn.
Nên là em khuyên anh thì vẫn nên Dạ vâng. hướng đến những người bình thường, những cái người có sức khỏe bán phần ha. Dạ vâng. Thực Rồi, ra chúng em cũng đang điều trị một loạt các ung thư đấy, thì ông bảo chúng em cũng sử dụng cái đấy cho một khoảng 2 chục ông rồi, ông thử nghiệm thì ông nào cũng thấy nó khá hơn nhiều, có nghĩa là đúng rồi ạ. cảm giác là rất cảm như như thế nào nhỉ, bây giờ như kiểu người ta đang nặng dịch, bây giờ hút cái nó nhẹ người đi thì nó như kiểu cảm giác như thế. Thế bây giờ người Dạ. ta dùng được một nửa tháng rồi thì người ta mới, bây giờ người ta quay lại thì người ta bảo bác cho tôi ý là tham gia, hoặc là tôi các bác nghe đâu thì cho tôi vào mấy để tôi mua còn Không thì hoa đúng rồi, cho dài. họ tham gia dưới anh để họ Vâng. mua sản phẩm tiết kiệm hơn, đúng không Đấy. ạ? Thì họ có thể dùng đường trường, nhưng tuy nhiên như em nói đấy, tức là mình sẽ không có thể, mình không nên cam kết hoặc đặt kỳ vọng quá nhiều, bởi À vì nó vâng. có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái việc cải thiện phục hồi của người ta nữa. À, thế chúng Chắc em thử chắn là bảo sản đây phẩm của mình nó sẽ hỗ trợ cho họ rất đắc lực trong cái ông việc họ chữa kinh qua khỏi các không cái thôi được. hóa trị xạ trị. À, chữa khỏi không khỏi được nhưng mà sẽ nâng cao sức khỏe cho Đúng rồi, đúng rồi. ông Ví dụ như trong quá trình có chữa bệnh thì nó chịu, chống chịu được này. Thứ hai nữa là nó sẽ đỡ đau đớn hơn, nó sống lâu lâu hơn được một chút. là Ok vâng anh, và em vâng cảm ơn cảm ơn anh chị. Vâng ạ. nha. Rồi anh Tạ Huân. Vâng, em mời chị Tạ Huân. Nào. Chị có thể mở mic ạ. Vâng. Mở mic nói đi ạ. Thầy cười e thẹn nó không thấy tiếng. Chị ơi, chị có thể mở tiếng được không? Không không nghe thấy gì chị ạ. Chị mở mic đi, chị tắt mic rồi. Chị phải mở cái mic của mình ạ. Rất tiếc là chị Huân nói hoài mà chúng ta không nghe thấy, nên là sẽ tạm dừng để chị Huân có thể điều chỉnh cái phần âm thanh của mình trước nha. Bây giờ em sẽ mời chị Nguyễn Thị gì đây? Nguyễn Thị. Đuôi mã số là 643 đó, em mời chị. À rồi nghe chưa ạ? Rồi ạ. Rồi em chào chị. À, đến cái chương trình hôm nay chị, em cũng có câu hỏi là em muốn tư vấn, em muốn chị tư vấn cho em là em có một đứa em nó bị kiểu nó sinh một đứa con rồi mà mười mấy năm nay không sinh được, thì đi khám là bác sĩ nói là bị chai cổ tử cung, bị chai tử cung á chị. Thì em không biết là ở bên mình đây là cái sản phẩm mình có cái gì để hỗ trợ cho bé được hay không ạ? À, em xin chị cho em tư vấn dùm cho em để em gửi những cái sản phẩm này cho bé nó dùng để cải thiện được sức khỏe ạ. Dạ vâng, thông thường thì nếu mà nói đi vấn đề về về khó khăn hiếm muộn ở phụ nữ ý, thì nó sẽ yếu tố nhiều là vấn đề là nội tiết, và như cái hiện tượng như của chị nói là bị chai ý, thì tức là nó bị dày đúng không? Nó bị dày nên là cái thai thai nhi nó rất là khó có thể bám được vào đó. Thực ra thì với các sản phẩm của Cyberwellness thì lúc nãy em cũng có nói một cô về cái vấn đề này rồi. Bởi vì chúng ta phải hiểu cái cơ chế tác động, thường thường là nó dẫn đến cái hiện tượng đấy là bị nó bị thiếu các cái chất dinh dưỡng, dẫn đến nó sẽ tạo ra các cái tế bào sừng, nó gây sừng cứng. Thì chúng ta nên sử dụng với chị ý, với cái người mà như chị nói ý, thì nên sử dụng các cái sản phẩm dành cho phụ nữ như là Conolon này, và đặc biệt là các cái dòng omega 3, bởi vì nó sẽ giúp làm mềm các cái làm mềm và làm gọi là mềm hóa, tránh cái sừng hóa các cái cơ quan, đặc biệt là về da tóc và móng chẳng hạn. Đó thì cái đấy là cái mà mình nên quan tâm, mình chú trọng, mình tập trung, mình sử dụng. Thì chị có thể sử dụng bất kể cái sản phẩm nào liên quan đến có chứa nhiều omega 3 là ok. À, và cái này cũng không thể ngày một ngày hai đâu, cho nên là chị có thể cho dùng, sau đấy mình đi kiểm tra để xem cái mức độ mềm hóa của cái tử cung đến đâu rồi thì mình sẽ tiếp tục. À. Dạ, rồi chị cho em hỏi thêm, ví dụ như là ngoài cho cô Long với lại mình dùng những cái sản phẩm mà có omega 3 nhiều quá thì ngoài ra mình còn có thể là dùng những cái sản phẩm nào bổ trợ thêm không ạ? À? Chị cho em biết rõ hơn xíu để em dễ mà đưa đơn cho em đó đó. Có thể Dạ. là mình dùng Novomin và những sản phẩm gì khác thêm không À, chị? Novomin thì là nó giống như kiểu sản phẩm hàng ngày rồi, bởi vì đấy là một trong những cái sản phẩm mà một ngày một viên rồi. Còn đâu ngoài ra thì nếu có thể có điều kiện thì chị có thể cho dùng siêu vitamin.
để làm sao tăng cường các cái chuyển hóa tự nhiên của cơ thể, thì cái quá trình đào thải những cái chất sừng hoặc là những cái việc tái tạo lại tế bào ở những cái khu vực nó bị tổn thương ấy, nó sẽ hiệu quả hơn. Yeah. Rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Không có gì ạ. Rồi, tiếp theo bạn Hà Yến, mình cứ theo đúng trình tự giơ tay. Mời bạn Hà Yến. Dạ, em chào giám đốc Hiền ạ. Em hỏi một chút là về dụng, em có một khách hàng là bị hói ạ. Hói rất ở chán, là nam ạ. Với lại một câu hỏi nữa là một khách hàng nữ cũng nhiều tuổi rồi, hơn 50 rồi, thì bây giờ đang bị có những cái hạch ở đằng sau lưng, cái gần chỗ xương cùng cụt ạ, rất là nhiều. Thì là mình có thể dùng những cái dòng sản phẩm gì? Vấn đề là thường thường những cái hạch có những cái u mà nó xuất hiện ấy, thì nó rất là nguy hiểm, bởi vì mình đầu tiên mình phải đi kiểm tra trước xem là nó là cái u lành hay là u ác tính. Còn đối với các cái sản phẩm của Serum Wellness thì thực ra thì mình khá là yên tâm, là bởi vì nó luôn luôn có cái yếu tố chống oxy hóa và tiêu diệt đối với cả các tế bào lạ. Thì với những cái người mà có vấn đề về u hoặc hạch như vậy thì bạn nên ưu tiên cho sử dụng các cái sản phẩm chống oxy hóa như là Novomin nhá. Novomin này, rồi là các cái sản phẩm thải độc như là dòng Triplicef. Đấy, bởi vì là cái đấy là một trong những cái mà mình tiêu diệt những cái tế bào lạ, nhưng mà mình phải thải nó ra. Thứ ba nữa là nhìn thấy rằng nó tương đối hiệu quả, và nó là một trong những cái công trình khoa học nghiên cứu về các cái hoạt chất chống oxy hóa hiện mạnh tự nhiên và mạnh nhất hiện nay, là cái dòng sản phẩm mà có chứa beta carotene. Thì hiện thấy rất là may mắn là sản phẩm của Serum Wellness mình, cái dòng dòng essential fatty acid, nó có cái beta carotene ấy, thì bạn nên có thể cho cái người đó sử dụng luôn. Thì cái đấy là một trong những công trình mà người ta nghiên cứu rất là lâu năm về cái tác dụng của beta carotene trong chữa các cái, trong cái việc mà chống chọi lại các cái tế bào lạ trong cơ thể. Thì bạn cứ cho người ta dùng trước những cái đó. Mình không nên cho dùng quá nhiều, bởi vì mình phải nghe ngóng và người ta phải đi xét nghiệm kiểm tra nữa. Còn cái chú mà bị hói đầu ấy, cái chú mà bị hói đầu thì thông thường ấy là có thể là do cái quá trình mà thiếu nghiêm trọng các cái loại vitamin và khoáng chất trong cơ thể. Thế cho nên là bây giờ nhanh ngay và luôn thì có thể cho dùng cái 3D hair nail, cái răng cho tóc và móng màu hồng ấy, thì nó sẽ hỗ trợ. Thực ra bản chất hair nail nó cũng tương đối giống các loại vitamin cũng như herbalism mà hôm nay chúng ta học, tức là trong đấy nó có đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất, nhưng nó sẽ tập trung nhiều yếu tố hơn trong cái việc là để mà kích thích cái quá trình mà làm cho cái tế bào sừng nó phát triển tốt hơn, thì nó sẽ tốt cho tóc, móng và da đó. Và ngoài ra thì người ta với nam giới thì mình có do những cái hiện tượng mà rụng tóc như vậy thì khả năng về cái nội tiết tố nam người ta cũng kém. Thế cho nên là mình có thể là cho thêm các cái dòng như là sâm seberi này, rồi là kẽm, để bổ sung thêm các cái nội tiết tố cho nam đó, thì có cái trình tổng hợp nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì bạn vẫn nhớ là những cái điều cơ bản về nguyên tắc sử dụng để chăm sóc sức khỏe ở seberi của chúng ta, đó chính là thanh lọc năng lượng và cân bằng. Cho nên là cái việc mà bạn cần phải cho khách của mình sử dụng các sản phẩm thanh lọc là như là bộ ba thanh lọc hay là trà thải độc là những cái chúng ta nên luôn luôn phải là tiền đề. Vâng ạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, mời Hương Phạm ạ. Em mời chị Hương Phạm. Dạ vâng, em chào chị. Chào tất cả mọi người có mặt trên Zoom. Hôm nay thì em có hai vấn đề là cụ già bị nặng tai đấy. Em thì gặp trường hợp là mấy cụ bây giờ gần nhà mới lại người trong nhà ấy, cũng kiểu nặng tai. Rồi những người trẻ bị hiếm muộn ấy. Hiếm muộn, nhưng mà trẻ hiếm muộn nó còn phân ra nữ nam nữa chứ. Với hiếm muộn là chưa bao giờ có con hay là đã từng? Có người thì có con nhưng mà cũng mười mấy năm rồi, cũng là vô sinh thứ phát đúng không? Có người thì cũng mấy năm rồi cũng chưa thấy có con cái gì cả. Em muốn xem là có phương pháp gì để dùng được sản phẩm mình tốt hơn ấy. Nhưng mà cái vấn đề nhá, đầu tiên về các cụ già trước đi, cái đấy có vẻ dễ hơn, tổng quan hơn ha. Các cụ già thì chúng ta sẽ sử dụng các cái sản, bởi vì là cái việc mà lãng tai nó còn liên quan đến cả lưu thông máu nữa. Cho nên mà các cụ già thì vấn đề của các cụ hay liên quan đến về lưu thông tuần hoàn máu và lên não.
cũng như là tuần hoàn trong cơ thể. Cho nên là bạn có thể cho các cụ sử dụng các cái sản phẩm của dòng ví dụ như là Pulsebox tim mạch này, rồi là các cái dòng về gì nhỉ, các cái sản phẩm liên quan đến chăm sóc tim mạch của chúng ta, dòng fatty acid, lycopene rồi các thứ đó, và Neurovision. Đấy là những cái mà nó sẽ trực tiếp hỗ trợ cho cái việc, một là đầu tiên là phải lưu thông máu tốt, sau đấy là những cái sản phẩm bổ cho não, những cái hoạt động bổ cho não. Và đương nhiên các cụ cũng sẽ thiếu các loại vitamin và khoáng chất, thì tùy vào điều kiện kinh tế sang chảnh thì có thể sử dụng siêu vitamin, còn nếu như mà không có thì chỉ cần sử dụng cái dòng vitamin của Essential thôi cũng được. Hoặc khá khẩm hơn nữa thì chúng ta có thể sử dụng Healthism này, hoặc là dòng mega vitamin và khoáng chất của dòng thể thao. Thế nên mình có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng mà các bạn phải nắm được cái cơ chế ha, là quan trọng với các cụ để mà nghe được, nhìn được một cách dễ dàng. Không phải chỉ đơn giản là trực tiếp và là tai có vấn đề, mà nó do máu lên não của các cụ kém ha. Mà máu lên não thì không chỉ đấy, nó chỉ là biểu hiện thôi, còn máu lưu thông toàn bộ cơ thể của các cụ đang rất kém. Thế nên là bạn hãy tìm các cái sản phẩm liên quan đến làm sạch hệ tim mạch, tăng cường sức khỏe tim mạch. Thì ít nữa có thêm Glucobox thì các bạn, cái đấy là cái các cụ và các bạn mà bị tiểu đường là chắc chắn là ưu tiên. Còn hiện nay mình chưa có thì mình khuyến cáo bạn là có thể dùng phương pháp này, dùng các cái dòng fatty acid, dùng dòng yoga pure heart, nó sẽ làm sạch cái mạch máu của chúng ta. Đó, từng người ngoài 35 tuổi là đã nên dùng rồi, chứ còn những cái cụ mà đã bị như thế thì chắc chắn là phải dùng. Đấy, sau đấy thì các bạn sẽ thấy rằng khi máu lưu thông lên não tốt, các chất dinh dưỡng đi tốt, thì các hoạt động của các cơ quan như mắt, mũi, tai, não ở trên đầu nó sẽ hoạt động thông suốt, thì lúc đấy sẽ đỡ ù tai, đỡ lãng tai, con cháu còn nói xấu hay nói tốt thì phát là nghe thấy ngay. Đấy là đối với các cụ. Còn đối với cả các bạn mà nói rằng là bị hiếm muộn ý, thì thực ra nó, bạn phải cung cấp được một cái thông tin nó tương đối cụ thể, ví dụ là vô sinh do vợ hay là do chồng. Nhưng mà bây giờ mà nói chung chung vì nam nó sẽ có cái đặc thù của nam và có nhiều cái lý do khác nhau, ví dụ như sinh hoạt bình thường mỗi tội là bị loãng bị thiếu, nó lại là cơ chế khác, còn chả làm gì được nó lại là một cái cơ chế khác, đúng không? Nữ cũng vậy, nữ nó có thể là đấy, như trường hợp lại có một chị nói rằng là do nó bị chai cái cổ tử cung, có nhiều bạn nữ ra lúc còn trẻ sinh hoạt tùy tiện và nói chung nạo phá hơi tùy tiện thì nó cũng gây ra những cái chai, những cái sẹo cũng có này. Và những bạn cơ địa yếu bị sảy thai nhiều, tự sảy thai thôi cũng nhiều, nó cũng sẽ tạo ra cái đấy này. Rồi đấy là một cái nguyên nhân. Nguyên nhân nữa là có do cái nội tiết tố của nữ của mình chẳng hạn. Đó. Rồi là thậm chí còn phải đi khám xét xem là cái môi trường của hai vợ chồng có phù hợp với nhau hay không. Cho nên là nếu mà nói với tư vấn như thế này thì thực sự là Hiền rất là khó để có thể trả lời cho bạn, hướng dẫn cho bạn một cách gọi là chính xác. Thế cho nên là chỉ có thể đưa ra một cách tổng quan. Đối với cả các anh, nếu mà các cặp hướng muộn thì đương nhiên thôi chăm sóc cho cả vợ cả chồng đi, đúng không? Nữ giới thì sử dụng các cái sản phẩm tăng cường nội tiết tố nữ cũng như là giúp làm khỏe cái vùng nhạy cảm của nữ, thì sẽ có colon, có cái fatty acid chưa, và các loại vitamin. Đồng bên cạnh đó chắc chắn là phải thay đồ và uống Novin mỗi ngày. Còn đối với các anh nam giới thì chúng ta không có men's box nữa, nhưng chúng ta sẽ có sâm Siberia, sẽ có kẽm để chúng ta có thể sử dụng kèm, đúng không ạ, uống hàng ngày để tăng cường cái sức khỏe của nam giới cả về thể lực lẫn cái chất lượng đó. Thì đấy là hai cái hướng dẫn một cách tổng thể thôi. Còn khi chúng ta đã kiểm tra được một cách chính xác cái nguyên nhân nào thì mình sẽ đi chuyên sâu hơn, chứ còn ở một cách gọi là bắn súng đạn chùm này thì Hiền không thể nói với bạn một cách chính xác được là cụ thể như thế nào. Thế nhưng chúng ta cứ nhớ nguyên tắc chăm sóc sức khỏe bất kể cái gì, thì những cái vấn đề về sức khỏe nó nằm ở bước thứ ba là bước cân bằng, còn lại bao giờ cũng có cái bước là gì ạ, thanh lọc và năng lượng, là hai cái bước mà kiểu gì dù sản phẩm gì chăng nữa thì vẫn phải luôn luôn tập trung vào những cái sản phẩm mà giúp chúng ta thải độc và tăng cường năng lượng. Đó là gì ạ? Thải độc là như là bộ ba thanh lọc hoặc trà thải độc hoặc bất kể cái gì mang tính chất là, hoặc là bộ cái lip sorbent chẳng hạn, tức là những cái gì là thải độc các bạn phải dùng trước này. Sau đấy là năng lượng là gì, chúng ta sẽ phải cung cấp đầy đủ các loại vitamin, đúng không? Đó, thì cứ nghèo thì dùng essential, khá khẩm hơn dùng dòng thể thao, dầu tốt hơn thì dùng siêu vitamin, được chưa ạ? Đấy là cái chắc chắn là chúng ta nên có. Còn lại khi bắt đầu các bạn bị lệch lạc với vấn đề gì về mặt sức khỏe thì lúc đấy chúng ta sẽ tập trung vào những sản phẩm chuyên biệt, ví dụ như là cho tim mạch, cho xương khớp đấy, hoặc là vấn đề về nữ giới hoặc vấn đề về nam giới có cái gì thì mình sẽ có những cái sản phẩm mà nó bổ sung nhiều hơn những cái thành phần mà do thực vật nghiêm trọng gây ra ha. Cảm ơn. Vì em thấy là nhà em ấy có mấy chị thì
theo như đi khám thì hai anh chị nó cũng bình thường, cơ thể rất bình thường luôn, chỉ là anh là tầm ngoài 40 rồi thì em nghĩ chắc là cũng sinh hoạt khoa học. Nhưng không, mà vấn đề em không thể nghĩ được mà em, họ muốn thực sự thì họ phải thẳng thắn, họ phải nghiêm túc chia sẻ. Bởi vì thậm chí bạn phải hiểu rằng là có những cái nguyên nhân mà mãi người ta mới phát hiện ra. Ví dụ như là có những cái anh nam giới cứ liên tục để điện thoại ở túi quần ấy. Nó cũng ảnh hưởng này, bởi vì cái đấy nó do cái những cái tia sóng ngắn ở cái điện thoại nó gây ảnh hưởng đến cái chất lượng. Nên là cái lúc mà mình đi khám chẳng hạn là mình đã bắt đầu nghỉ ngơi rồi, bác sĩ mình đi khám thì bác sĩ khám thì sẽ không ra vấn đề, đúng không? Bởi vì giống như kiểu là cả ngày em khỏe, nhưng lúc mà em do em sợ ngồi trong cái phòng oxy, thiếu oxy, lúc đấy em mệt, em chả làm ăn gì được, thì cái vấn đề nó là như vậy. Nên là hoặc là có những cái anh mà làm IT mà phải ngồi, vấn đề cũng làm IT nhưng mà lại ngồi trong cái phòng server liên tục, nó khác với những anh IT mà ngồi ở văn phòng không thỉnh thoảng chui vào cái server kiểm tra. Nên là một trong những cái mà mình muốn xử lý rốt ráo thì mình phải nắm được một cách chính xác cụ thể để mình tìm cái nguyên nhân. Vì muốn xử lý bất kể vấn đề gì thì bạn phải biết được cái nguyên nhân là quan trọng nhất thì mới xử lý được, chứ còn mình không thể chỉ vào cái hiện tượng được ha. Nên là về vấn đề này thì mình nghĩ là bạn nên tìm hiểu kỹ hơn thì mới có thể giúp đỡ được cho họ. Dạ vâng. Ok ha. Mời chị Nguyễn Thị Sâm ạ. Chị Sâm có thể mở mic ạ. Vâng, em mời chị Sâm ạ. Chị Sâm giơ tay xong không nói gì ạ. Dạ, em ạ. À? Em Nguyễn Thị Sâm phải không chị? Vâng, đúng rồi ạ. Dạ, chị cho em hỏi cái vấn đề về cái một bạn nhỏ khách hàng của em là mới vào 4 tuổi gì ạ, mà mới đi khám cách đây mấy ngày là bị tiểu đường type 1. Nếu mà em bé tiểu đường type 1 là nặng rồi đúng không chị? À, tiểu đường type 1 là bẩm sinh ạ, chứ nó không phải là nặng hay nhẹ. À, dạ, dạ em không hiểu ạ, nhưng mà cho em hỏi thăm là nếu như mình sử dụng cái sản phẩm bên mình thì có nên sử dụng những sản phẩm nào và được sử dụng ạ? À, nói chung là cái bạn đó thì đã là tiểu đường thì bây giờ chỉ có thể type 1 rồi, thì là bẩm sinh, tức là bản chất là khi sinh ra là nó đã bị cái tuyến tụy đã không hoạt động được rồi. Thế nên là cái vấn đề này thì bạn chỉ có thể chăm sóc để cho em ấy khỏe hơn theo với cái điều kiện hiện có thôi. Thì tốt nhất là bạn nên cho sử dụng chọn bộ các sản phẩm của dòng Vita Mama dành cho trẻ con, gồm có Vita Mama Sweet rồi Omega 3, Vitamin D3, nhằm là níu kéo thôi, tức là tóm lại là mình sống chung với lũ, chứ còn không kỳ vọng vào cái việc là khỏi. Bởi vì cái bẩm sinh là sinh ra nó đã bị thiếu hụt rồi, nó bị cái tuyến tụy nó đã bị lệch lạc, thì cái đấy nó không phải là do type 2, là do quá trình mình sinh hoạt, mình ăn uống rồi ngủ nghỉ mình gây ra. Em ấy hôm cách đây mấy ngày đi Quy Nhơn để khám là tới 3 mấy chậm luôn chị. Nên là em... Đúng rồi, tại vì tuyến tụy nó có đâu có hoạt động, nó có tiết ra insulin để mà giúp cho cơ thể hấp thụ các cái dinh dưỡng từ nguồn thức ăn đâu. Cho nên là tiểu đường, tức là đi vệ sinh ra đường hay đi tiểu, đi tè ra đường ấy, ra gluco ấy, thì vấn đề ở chỗ là vì đường từ nguồn thức ăn nó không chuyển, tế bào nó không hấp thụ được, vì nó không có insulin từ tuyến tụy. Đấy, nên là cái này thì bạn hỏi một cái trường hợp type 1 thì là y học bó tay, tức là tóm lại là mình sống và mình kéo dài cái sự sống bằng các cái việc là tiêm insulin thôi, chứ không thể sử dụng bằng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được. Dạ. Em cảm ơn chị ạ, em cảm ơn. Ok bạn ha. Dạ. Rồi mời anh Hoàng Tuấn Kiệt ạ. À, Hoàng Trần Kiên. Mời anh Hoàng Trần Kiên ạ. Sẽ đi theo trình tự ha. Thôi đến chỗ chị Hoàng Hiền là kết thúc nha, bởi vì thời lượng của chúng ta sẽ có hạn. À... Vâng, anh Nguyễn Xiển cứ yên tâm, sẽ đến lượt anh. Mời anh Hoàng Trần Kiên ạ. Alo, alo. Anh Hoàng Trần Kiên có phát biểu không ạ? Nếu anh không phát biểu là lại đến lượt người khác nha. Anh Hoàng Trần Kiên 9K không phát biểu, nên là chúng ta sẽ nhường lời sang cho Hữu Huỳnh. Mời Hữu Huỳnh ạ. Em mời anh Hữu Huỳnh ạ. Nếu mà Hữu Huỳnh sau khi rơi chân xong cũng không phát biểu thì sẽ chuyển sang cho người khác ha. À, học sinh rơi chân rồi để đấy này cho bà con xem bàn chân tơ lên thôi hả?
À, không thấy xuất hiện ở trên màn hình, chắc là lại chạy đi đâu rồi. Em mời chị Bùi Thị Hương ha. Vâng, em mời chị Bùi Thị Hương ạ. Chị có thể mở mic được rồi ạ. Rồi. Hello. Dạ, alo. Xin chào em Hiền yêu quý. Vâng, em là chị. Xin chào cả nhà trên Zoom. Cho chị hỏi, chị dùng sản phẩm đến được 8 tháng rồi. Thì chị dùng cái Lovomin là vẫn cứ dùng đều một ngày 10 viên. Thì có ảnh hưởng gì không em Hiền ơi? Em thì em thấy có rất là nhiều câu chuyện thành công trong việc dùng Novomin quá nhiều và bị ngứa gãi liên tục. Cái đấy là cái mà em có trong một cái cuộc ăn uống trực tiếp với ông Yuzichev trong cái năm 2019, tháng 10 năm 2019. Thì vì Siri mình có tổ chức một cái kỳ đại hội ở Hồ Chí Minh, thì buổi tối kết thúc cái chương trình đó thì toàn bộ gọi là những nhân viên cốt cán của Siri Việt Nam thì cũng được bà chủ tịch và ông chủ tịch mời đi ăn tối. Thì trong cái bữa tối đấy thì mọi người có nói với nhau về hai cái sản phẩm hot hòn hòn ở Việt Nam là Novomin, và hồi đấy là Formula 4, bây giờ là Novomin và Ban Sam. Thì có nhiều cái câu chuyện truyền kỳ trên thế giới về cái việc mà sử dụng quá liều những cái sản phẩm này hoặc sử dụng không đúng cách, nó dẫn đến những cái hậu quả mà nó kéo dài, tức là lâu dài mới xuất hiện, chứ nó không xuất hiện ngay. Thế thì ở trong đấy có một câu chuyện mà mọi người ngồi ăn cười rơi cả răng, đó là chính là một ông bác sĩ mà dùng Novomin là cứ 20 viên một ngày trong vòng 6 tháng liên tục. Sau đấy thì ông ấy phản ánh rằng là tại sao tôi bị ngứa khắp người, tôi gãi như một con khỉ mà trước mặt đồng nghiệp tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Đó, thế thì cái đấy là một trong những cái biểu hiện rất là rõ trong cái việc nó bị thừa chị ạ. Nó bị thừa các cái chất mà cơ thể mình không thể đạt được. Thế nên là thực ra thì ngay cả trong cái hướng dẫn sử dụng thì ở nguyên bản của các cái sản phẩm chống oxy hóa của mình ý, thì có khi mà đang gọi là có vấn đề về sức khỏe lắm thì cũng chỉ dùng 10 đến 20 ngày là kịch sàn. Trong cái việc mình tăng liều từ 10 lên 7 đến 10 viên, sau đấy thì mình nên quay trở lại dùng với liều bình thường. Và qua đấy thì thậm chí mình còn phải dùng tăng cường các cái loại thải độc để nhằm đưa ra ngoài cơ thể mình những cái phần mà cơ thể mình không hấp thụ hết. Đó. Đúng rồi, thế là chị mới nãy chị nghe thấy em nói là uống nhiều quá thì sợ nó dư thừa, nên là chị mới bảo là riêng tất cả các dòng sản phẩm dòng nào chị uống, tại vì chị có một cái bệnh là nó bị viêm họng trước. Thế nhưng bây giờ nó vẫn có hiện tượng thi thoảng nó vẫn cứ làm cho chị khó chịu cái viêm họng ấy, thì chị cứ lấy Novomin để chị dùng, nhưng mà chị những cái sản phẩm kia thì chị dùng ít, riêng Novomin là chị dùng nhiều, thì chị bảo là muốn là để cho nó khỏi được tất cả các bệnh. Thế nhưng mà việc cái viêm họng là nó cũng chưa dứt điểm được. Thế nào bây giờ có hiện tượng ngứa, bị ngứa đấy, con mò nó cắn chị thì chị mới thì mà nó hay là bây giờ mới phát hiện ra là mình ngứa do Novomin. Đúng rồi, bởi vì chị uống trong một thời gian quá dài với cả cái liều lượng cao thì đấy là một trong những cái biểu hiện ngoài da thôi. Còn nếu mà mình cứ kéo dài mà nó biến thành dị ứng, bởi vì chị thì hiểu rằng là khi cơ thể của mình mà nó bị tích lũy quá nhiều thứ thì nó biến thành tự nhiên thành độc tố, đúng không? Mình ăn vào, mình uống vào, nếu mà với liều lượng vừa đủ cơ thể hấp thụ thì nó là chất tốt, nhưng nếu như mà không hết thì nó lại thành độc tố. Nó nằm ở trong cơ thể, nó lại thành độc tố. Nó thì mình nghĩ là hay là mình cũng thay, nó cũng đào thải nên là mặc kệ nó cho nó uống. Không phải, nó sẽ đào cơ thể, gan, nó tất cả các cơ quan nó sẽ đào thải. Nhưng nếu quá nhiều thì làm sao mà thải hết được, chị công nhận không? Chị cứ để ý là cái lúc mà đang đông người quá đi ra thì cứ phải từ từ, chứ làm sao mà đi ra được hết ngay một lúc, đúng không? Đấy, thế cho nên là chúng ta phải hiểu cái cơ chế, cho nên chúng ta không thể lạm dụng được. Cứ đúng đủ đều thì nó sẽ rất tốt cho cơ thể chúng ta. Nhưng nếu chúng ta bị lạm dụng quá trong cái việc đấy thì chúng ta sẽ thấy có cái hậu quả nó sẽ đến về sau cơ, chứ còn ngay lập tức thì mình không thể thấy. Đúng không? Rồi, đó. Cảm ơn em. Cảm ơn cả nhà trong Zoom. Đã. Vâng, rồi, em cảm ơn chị đã có một câu hỏi rất là hay. À, tiếp theo là mời chị Đoàn Phương Thảo ạ. Vâng, chào các anh chị trên Zoom, chào giảng viên. Tôi có muốn hỏi là tôi có hai cô con gái nhưng mà các cháu bị bạc tóc rất là sớm. Thế nó cũng cháu lớn thì cũng đã dùng cái hộp mà 3D màu hồng đấy rồi, nhưng mà cái cải thiện nó không được nhiều lắm. Thì xin giảng viên cho biết là dùng thêm những gì nữa không ạ?
À, vâng, thì thực ra cái việc hiện tượng bạc tóc ý, thì nó cần có nhiều yếu tố nguyên nhân nữa. Cái sản phẩm 3D thì nó sẽ thiên về việc chống rụng tóc chứ nó không liên quan nhiều đến màu tóc. Bởi vì là màu tóc là cái việc mà khi mà ngay khi cái tóc nó sinh ra nó được nuôi ý, thì nó phải có đủ hắc sắc tố. Đúng không ạ? Đó, thế thì cái việc mà để mà cải thiện tóc bạc hoặc là ấy thì các anh chị nhớ là phải bổ sung đầy đủ các cái dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể nữa. À, thì ví dụ như là bình thường hai cháu nhà chị đang dùng những cái gì rồi, hai chị nhà chị dùng những cái gì rồi ngoài 3D? Chưa, cháu mới đang dùng cái 3D màu hồng thôi, chưa dùng thêm cái gì ạ. Thế ạ, dùng siêu ấy, dùng chả cần thanh lọc năng lượng cân bằng, chả thải độc chẳng gì hết, dùng bụng một phát và luôn cái bước thứ ba luôn, là bỏ qua bước một bước hai à. Đó, thế cho nên là nhiều khi chúng ta cứ thấy không hiệu quả. Em nói với cả tất cả các anh chị ở đây, nói chung trong cả Zoom của mình ý, là chúng ta cứ nhớ rằng là dục tốc bất đạt, bởi vì là nhiều khi có những yếu tố chỉ cần thải độc thôi là nó đã giúp đến 50% cái việc mà phục hồi sức khỏe rồi. Bởi vì do là cơ thể nó cũng phải mệt mỏi, nó phải chống đỡ với những cái độc tố có ở bên trong, đúng không ạ? Thế thì như hai cái bạn này, chị đầu tiên là hãy dùng bộ ba thanh lọc này, à, dùng chả thải độc đi, đừng có nghĩ là nó cửa bở và tại sao tôi đau dạ dày để đi mổ dưới chân. Nó không liên quan, nhưng thực ra nó có liên quan và giải thích nó mất rất nhiều thời gian. Đấy, chúng ta cứ phải thay lọc năng lượng cân bằng là gì? Ok, thải độc đi, uống Novomin đi, đúng không? Sau đấy thì bổ sung các cái loại tốt cho về chất rừng tạo thành tăng tốc và móng 3D là ok rồi. Bây giờ bổ sung thêm các cái loại omega 3. Vâng. Beta caroten hoặc cái rốt nhá, rồi trẻ trẻ thì nên dùng beta caroten. Cái dòng đấy nó vừa kết hợp giữa beta caroten vừa omega 3 thì nó sẽ tốt cho hơn. Ngoài ra thì có thể bổ sung thêm các cái loại sắt, viên sắt để mình uống cho máu, cho cái việc mà nuôi dưỡng tóc nó được tốt hơn thì tóc nó cũng sẽ không bị bạc. Vâng. Còn một cái mà bổ sung để mà thì Siberia mình chưa có, nhưng mà tương lai nó mới về, nhưng nó là dầu gội thì thôi em không tính. Nhưng mà thu truyền thống thì cứ kiếm hạt thủ ô xịn uống đi, cho nó bổ sung cái chất để tạo màu tóc ấy, nó có ở trong hạt thủ ô thì cái đấy là nên. Đấy là em nói bên ngoài, bởi vì là ngoài các cái chất dinh dưỡng là nuôi dưỡng tóc thì cái việc tạo màu tóc thôi lại là chúng ta phải để ý chị nhá. Vâng vâng. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Rồi em là chị. Mời chị Lại Hương. Mời chị Lại Hương ạ. Vâng ạ, em chào chị. Vâng. Chị ơi, em có vừa đi tư vấn về thì em có một cái cháu gái này năm nay là 22 tuổi rồi. Cháu ấy kinh nguyệt, cháu ấy không đều. Thí dụ như là 6 tháng mới bị một lần. Vâng. Và mà dùng rất là nhiều sản phẩm rồi. Đây cũng có, mà đông y kia cũng có, kiểu uống thuốc bắc ấy. Vâng. Cũng không khỏi. Để cho nó ý điều hòa kinh nguyệt của mình ý, để cho nó đều ấy. Vâng. Bây giờ cũng muốn là uống cái này để tổ chồng con thì để cái kinh của mình đều đi, để mình lấy chồng thì còn có con ấy. Vâng. Bây giờ cho em hỏi xem là bây giờ ở bên chỗ mình ấy thì là bây giờ như cái sản phẩm gì để uống cái đấy để cho nó bài tiết, để cho nó điều hòa kinh nguyệt cho nó đều. Vâng. Thôi đấy thì cứ bài cũ diễn mãi, lúc nào cũng lải nhải mãi câu năng lượng thanh lọc và cân bằng, thanh lọc năng lượng và cân bằng. Thì bạn đấy chắc chắn là phải thanh lọc rồi, bởi vì những cái người mà bị kiểu như nói chung là lâu lâu mới bị, mà thường bị là nó cái lượng đào thải nó cũng ít, thì là nên sử dụng cả, nó sẽ rất là nhiều những cái nó cứ ngóc ngách đâu đấy nó sẽ lẩn quất, đúng không? Thì chúng ta nên dùng cái bộ ba thanh lọc mà dùng hơi bị dài hạn ấy, tức là dùng người ta chỉ một tháng thôi thì bạn phải dùng 3-4 tháng để cho nó lấy sạch hết những cái bẩn lẩn quất ở trong các cái nội tạng, trong các cái tế bào ở trong cơ thể đó. Ngoài ra thì đó, hỗ trợ đào thải một cách mạnh mẽ nữa thì phải có trà yoga tuboti nữa đó, là để mà tống đẩy thật nhanh. Thế sau đó thì bổ sung các cái loại vitamin, khoáng chất. Thì đấy, như nếu mà em nói thì em luôn nói về cái điều kiện kinh tế thì cứ từ cao đến thấp, siêu nhiều tiền hơn thì vitamin, siêu vitamin, còn không cứ thế gì mà vitamin bảng chữ cái có hết thì chị cứ ở dòng essential có, dòng thể thao có, đúng không? Thậm chí là đấy bổ sung cả nội tiết tố, để uống cái 3D hay nails nó cũng sẽ có bổ sung cả nội tiết tố nữa.
Ngoài ra thì để mà hỗ trợ cho cái việc mà kinh nguyệt đều rồi thì sẽ có hai sản phẩm nữa mà bạn ấy chắc chắn phải dùng là Conolon và cái Yogo Young and Beauty ha. Yogo Young and Beauty là cái collagen ấy, là nó trong đấy nó sẽ bổ sung rất nhiều những cái nội tiết tố nữ, nó sẽ giúp cho cái việc điều hòa lại cái nội tiết của cơ thể của người phụ nữ, thì nó sẽ giúp cho cái việc nói chung là mấy tháng mới dụng một quả thì bây giờ nó sẽ dụng nhanh hơn một tí. Nói chung chị ấy hơi bị tiết kiệm trứng nên chắc vẫn còn nhiều. Hôm sau thì vấn đề là mình sẽ điều chỉnh dần dần ha, thì cứ dùng để nghe ngóng. Vâng. Vâng ạ, vâng em cảm ơn chị ạ. Em chào chị ạ. Vâng, em chào chị. Rồi bây giờ đến anh Nguyễn Diễn ạ. Mời anh. Xin chào thủ lĩnh Nguyễn, cùng tất cả các bạn trong Zoom. Tôi có một cái câu hỏi như thế này thôi, bởi vì thực ra được nghe bạn Hiền chia sẻ về cái sản phẩm hôm nay theo thì bổ sung các vi chất dinh dưỡng và các cái hoạt chất sinh học rất là tốt, rất là tuyệt vời. Và trong một cái người mà hỏi hôm nay là có một cái bạn nói rằng là hiện nay có một trường hợp bị ung thư phổi đấy, vâng, và có dùng đến siêu vitamin. Hiện nay tôi biết rằng siêu vitamin là một sản phẩm rất tốt. Hiện nay trong 43 vitamin ấy thì nó có một cái vitamin là vitamin B12. Chúng ta có một tí xem là về mặt cơ chế của những tế bào lạ, tế bào ung thư ấy, nó liên quan tới cái vitamin B12 như thế nào. Để nếu có cho nên sử dụng cái vitamin gì không, và sử dụng thì như thế nào cho tốt. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của anh Nguyễn Diễn, anh đi rất là chi tiết. Thực ra thì cái B12 ấy, nó sẽ tác động mạnh đến với những người mà bị tuyến giáp nhiều hơn, tức là nó sẽ tác động với u tuyến giáp thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà bị nôn ọe, nó phản ứng thôi, chứ nó không phải là cái vitamin mà nó tác động kích thích để mà tăng trưởng cái ung thư của chúng ta. Nên là các anh chị hãy yên tâm hoàn toàn trong cái việc này. Và theo các cái công trình nghiên cứu khoa học thì cái tế bào ung thư thì nó lại gọi là nó cái môi trường lý tưởng của nó đó chính là môi trường gọi là gì ạ, yếm khí, là thiếu oxy này, rồi là gì ạ, nhiều chất đạm, nhiều protein, nhiều chất đạm, thì nó mới là cái môi trường lý tưởng để cho cái tế bào lạ nó phát triển. Thế còn nếu như chúng ta mà xử lý các cái vấn đề về ung thư bằng các cái chất chống oxy hóa, bằng cái việc mà tăng cường máu lưu thông, tức là tăng cường oxy cho tế bào, thì đấy lại là một cái cách để chúng ta gọi là đồng hành xử lý cái việc các cái tế bào lạ nó không thể phát triển được, lại là rất là hữu ích. Đấy, và em cũng khẳng định với câu trả lời cho anh Siển đó là cái B12 nó sẽ không liên đới gì đến cái việc phát triển của tế bào lạ. Đấy là cái điều chắc chắn là mình khẳng định với nhau rồi là như vậy. Đấy, và cái siêu vitamin ấy, thì nó có cái hay đó là cái thành phần, những nguyên liệu của nó là cao cấp, cho nên là cái tỷ lệ hấp thụ và chuyển đổi vào cơ thể của chúng ta nó là cao nhất hiện nay so với các dòng vitamin và khoáng chất mà mình đang có ở Cyber Wellness. Cảm ơn nhé. Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi rất là chi tiết của anh, và nó cũng sẽ giúp cho mọi người giải tỏa cái tâm lý quan ngại, bởi vì nhiều khi thậm chí là kể cả sử dụng một số các sản phẩm mà trong đấy nó có chứa cái thành phần từ đậu nành, ví dụ như Conolon, mọi người cũng lo là nó có bị ảnh hưởng gì đến cái việc hỗ trợ phát triển ung thư hay không. Đấy, thực ra thì người ta sẽ thấy rằng là, hoặc là thậm chí có những người bảo là uống sữa nó cũng sẽ ảnh hưởng tác động đến ung thư, nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là nó, tế bào ung thư nó sẽ tác động đối với cái việc mà mình cung cấp quá nhiều chất béo, chất đạm. Thì trong sữa nó có nhiều chất đạm nên chúng ta uống sữa trực tiếp thì chúng ta sẽ bị. Nhưng mà sẽ có, bao giờ cũng vậy, có hai yếu tố đúng không? Là một yếu tố là thuận lợi và yếu tố kiềm hãm, kiềm chế. Thì những cái thành phần mà trong cái thực phẩm, sản phẩm bảo vệ sức khỏe, người ta sẽ chiết xuất những cái thành phần mà để nó tương khắc với cái tế bào lạ, tức là nó sẽ chống lại. Thế nên chúng ta hoàn toàn là yên tâm trong cái việc sử dụng như vậy. Và đôi khi các anh chị đọc đôi đó trong những cái bài viết mà người ta gọi là của bên dược, người ta sẽ có cái sự gọi là phản, gọi là chống lại những cái luận điểm của bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trên cái quan điểm là sử dụng các cái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà nó có chứa các cái chất ví dụ như là đậu nành hay là cái gì đấy thì nó sẽ tác động một cái việc là kích thích cho ung thư phát triển. Nhưng thực ra nếu mà các anh chị tìm hiểu về dinh dưỡng và cái cơ chế hình thành cũng như phát triển của tế bào ung thư ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nó cực kỳ hỗ trợ đắc lực cho cái việc mà bảo vệ chống lại cái sự tăng trưởng và phát triển của tế bào lạ. Nguyên nhân là bởi vì nó cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể nhưng nó lại không đưa vào dư thừa những cái yếu tố mà gây ra, là tạo ra một cái môi trường thuận lợi, đúng không ạ?
Đó, ví dụ như là khi mà các anh chị cung cấp đầy đủ dưỡng chất tế bào máu, cung cấp đầy đủ máu tốt, cung cấp oxy và dưỡng chất đầy đủ cho các tế bào nhé, thì cái đấy lại là tạo ra một môi trường giàu oxy, thì tế bào ung thư nó lại rất sợ cái đấy và nó rất dễ bị tử vong bởi cái môi trường đó, đúng không? Thế rồi các anh chị cung cấp đầy đủ vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, nhưng anh chị không cung cấp thừa đạm thì nó lại bị thiếu chất dinh dưỡng, tế bào ung thư nó lại bị thiếu chất dinh dưỡng, đúng không ạ? Thì nó sẽ lại gì? Nó sẽ lại bị dẫn triệt tiêu. Một cái yếu tố nữa để mà sản sinh ra những cái gốc rễ của tế bào ung thư đó là do là gì? Do cái quá trình mà sản sinh năng lượng của ti thể nó bị thiếu năng lượng, nó bị thiếu yếu tố thì nó mới lại tự phải gì ạ? Ghép với nhau rơi ra dẫn đến cái hiện tượng là gì ạ? Phát triển không kiểm soát của tế bào. Thế thì nếu như mà các anh chị cung cấp đầy đủ năng lượng rồi, ti thể nó có đầy đủ năng lượng để nó hoạt động rồi, thì nó việc gì nó phải ghép vào với nhau và đâu có gây ra cái cơ chế để mà sản sinh ra những cái nguyên nhân của các cái tế bào đột biến đâu, đúng không? Thế nên chúng ta khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta rất tự tin trong cái việc là khi chúng ta chăm sóc sức khỏe đúng cách thì kể cả chúng ta đã, ai trong cơ thể của chúng ta đều có cái mầm ung thư cả, nhưng chúng ta có cho nó cơ hội để phát triển hay không thì đấy là sự lựa chọn của chúng ta, đúng không ạ? Và nếu có chót gọi là hơi nhen nhóm rồi thì chúng ta vẫn có cách để chúng ta bình tĩnh, chúng ta triệt tiêu mà. Mọi thứ nó đều sản sinh ra theo thời gian nên nó cũng cần có thời gian để triệt tiêu. Vấn đề chúng ta dục tốc bất đạt, chúng ta đừng có quá vội vàng lo lắng. Ở giai đoạn quan hệ chúng ta có quá nhiều sản phẩm để chống oxy hóa, mà chống oxy hóa là một trong những cái chống ung thư mà. Chống các gốc tự do, các gốc oxy hóa là các gốc sản phẩm của quá trình hoạt động của ti thể sản sinh ra năng lượng. Vậy thì mình đã vẫn có năng lượng mà mình lại có những cái để mà gì ạ? Trung hòa nó, lấy nó đi, đẩy nó ra bên ngoài thì đâu có việc gì mà phải chúng ta phải quá lo lắng đâu, đúng không? Nhưng chúng ta cứ nhớ là đừng có để thừa, đừng có để thừa, không để thiếu nhưng cũng không để thừa đó. Và chúng ta được hỗ trợ rất đắc lực bởi những sản phẩm này, các nhà khoa học người ta đã phải đau đầu đang nghiên cứu ra các công trình để giúp cho chúng ta là không bị gì ạ, chăm sóc sức khỏe tốt mà không bị mất thời gian trong cái việc đi tìm kiếm cân đối, đúng không ạ? Nhá, đấy là cái điều mà các anh chị phải hết sức tự hào, và mình cũng may mắn nằm trong số những người mà có giác ngộ về sử dụng các sản phẩm bảo vệ sức khỏe sớm. Chứ còn nếu mà cứ lo suốt ngày đi ăn ăn uống uống nấu nấu cân đối giữa đỏ vàng xanh tím ý, thì cũng hết ngày, đúng không? Không làm được việc gì khác. Đấy, thì đây chúng ta là có một lợi thế rồi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và hiệu quả rồi. Rồi, em cảm ơn anh Siển một lần nữa ha. Bây giờ em mời anh Hương. Hôm nay thì hiện như vậy là phân tích rất là sâu, và cái điều này tôi sẽ đi lan tỏa với mọi người, vì tôi là một thực sĩ đại học, tôi phải nghiên cứu rất kỹ nhiều vấn đề, cho nên hôm nay được giải tỏa rất là tốt. Cảm ơn. Em cảm ơn anh Trưởng rất nhiều, em cũng rất là trân trọng câu hỏi của anh, bởi vì là chúng ta trả lời một câu hỏi nhưng nó tổng quát cho rất nhiều người. Em cảm ơn anh ạ. Mời anh Hưng Hoàng ạ. Mời anh Hưng Hoàng có thể đặt câu hỏi ạ. Alo ạ, chị. Vâng, em chào chị. Tắt hình, không biết là Hưng Hoàng. Em đang ở công ty ạ. Dạ, em chào các anh chị. Vâng. Em thì đang sử dụng cho bản thân mình, em cũng mới ạ. Thì em bị cũng nhiều bệnh ý. Thì là em bị viêm gan B mãn tính này, là có virus hoạt động này. Em bị bazado này, đã ổn định này. Thì nữa là em cũng bị dạ dày nữa, huyết áp thấp và bị thoái hóa L4, L5. Tóm lại là em rất là nhiều bệnh, coi như là 10 bệnh đầu bảng là chị hưởng hết rồi, đúng không? Chị nằm top ten luôn rồi. Vâng, em đấy thì em cũng đã đi tìm giải pháp cho mình ấy, thì vì em cũng đã sử dụng được đúng tròn một tháng rồi chị ạ, sử dụng sản phẩm được tròn một tháng rồi. Lúc đầu thì là em uống Liposan lim Puder cộng với lại Novomin với lại Healthy với lại canxi. Bữa nay là đến bây giờ thì em uống thêm là siêu vitamin và nôi chô lông với lại rắc mi, cái gì là vitamin rắc mi kép niôm ấy đấy, cộng với lại cả vitamin niôm và cổ canxi cộng magie. Nói chung là em uống nhiều lắm, em uống nhiều như thế thì có ảnh hưởng đến không chị? Vâng, thực ra ấy, thì sơ bộ thì em lại chưa thấy chị có uống tập trung nhiều vào cái thải độc. Cái sim gan ấy, em có uống thải độc, nhưng cái sim gan ấy thì em mua mãi không có chị ạ. Cái sim 4 ấy. Sim 4 chưa có đúng không ạ? Sim gan mà em có
có thì chị chỉ qua uống cái beta carotene được. Chị ơi, thì em nói nốt với ạ. Là em cái lim thì em uống được một tuần thì em dừng, hôm đấy em đau dạ dày quá thì em đỡ em dừng rồi. Thế xong bắt đầu là khoảng 10 ngày sau thì là em uống cái thải độc bụng. Thải độc bụng 3 ấy, thải độc thì em đã uống rồi. Uống vào đau bụng mất một tuần 10 ngày và qua cái thời gian đấy rồi. Thì bây giờ em thấy sức khỏe nó cũng ổn ổn. Nhưng mà em cái thoái hóa của em lại thấy xương khớp ấy nó đau hơn. Nó đau hơn. Mấy hôm nay em mỏi quá, nên em về em mới ra em nằm ở nhà chứ bây giờ em về em tắt thông tin rồi. Đấy. Thì em uống như thế thì có nhiều quá không? Em có cảm giác là chị uống hơi bị nhiều đối với một người mới, mặc dù bởi vì là chị bị gọi là bảng tổng hợp luôn ha, thì mình phải bóc tách ra, nó giống như kiểu là mình phải ưu tiên cái gì trước. Ví dụ như là nếu như các anh chị đã từng tham gia những cái chương trình chia sẻ của bác sĩ Ngọc Mai Tung ấy, thì anh chị sẽ thấy rằng là ưu tiên đầu tiên là thải độc, sau đấy là phải làm khỏe cái gì ạ, hệ tiêu hóa trước. Chị bị đau dạ dày đúng không? Cho nên là bởi vì là nếu như cái hệ tiêu hóa làm được không cái chất khác nào thì nó cũng không có cái tác nhiều, nó không có nhiều. Cho nên là chị phải hết sức lưu ý cái vấn đề là đầu tiên là phải thải độc và xử lý cái dạ dày đầu tiên ha. Sau đó tiếp nữa là để mà các cái chất dinh dưỡng cũng như là các cái chất để mà chăm sóc sức khỏe cho chị, cải thiện sức khỏe của chị được tốt cho các vấn đề khác, thì đó là chính là hệ tuần hoàn, lưu thông máu của chị đó, tiêu hóa tuần hoàn, các những cái mà nó sẽ, ví dụ như em thấy chị u tuyến giáp là thôi xong rồi này, cái trung ương là đã coi như là tán loạn rồi đúng không? Thế cho nên là việc đầu tiên là dạ dày, sau đấy là vì là em uống đúng rồi, em uống cái tuyến giáp ấy thì là nó ảnh hưởng đến gan, mà uống cái thuốc gan thì là nó ảnh hưởng đến tuyến giáp. Nên là uống kháng sinh như thế em thấy cũng rất là vâng, nên nó cũng rất là mệt mỏi. Như là em uống cái bên này thì em bây giờ là không phải dùng kháng sinh nhiều thì em cũng đỡ, vì em cũng rất là tin tưởng để em sử dụng trải nghiệm. Chị cứ bình tĩnh chị dùng thì mình sẽ duy trì cái sức khỏe của mình, nó sẽ được tốt hơn. Chứ mình dùng kháng sinh với dùng thuốc nhiều là chị phải biết rằng là dùng các cái sản phẩm kháng sinh cũng như là các cái dược phẩm ấy là nó sẽ ức chế cái hệ miễn dịch tự nhiên của mình. Mà cái đấy là một trong những cái rất là nguy hiểm, bởi vì là không gì bằng tự nhiên. Không gì bằng tự nhiên, nếu như mà mình triệt tiêu đi cái khả năng hoạt động của hệ miễn dịch tự nhiên thì mọi bệnh tật khác nó sẽ trỗi dậy, chứ không phải chỉ có cái vấn đề về mình đang muốn xử lý. Nên là rất là ưu tiên và rất là hoan nghênh chị quan tâm bắt đầu sử dụng đến những sản phẩm này ha. Thế thì đấy, chị về chị sâu chữa lại với cái người tuyến trên của chị, em chỉ nói với chị cái nguyên tắc thôi. Thứ nhất là bây giờ mình dùng bớt đi để cho cơ thể của mình nó đỡ mệt, vì chị đang là người bệnh nữa. Nó cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe nó cũng là ăn uống, nó là dinh dưỡng. Nếu chị đưa vào cơ thể của chị quá nhiều, nó không thể hấp thụ được hết ngay, thì nó cũng sẽ phải mất công đào thải, thì chị sẽ thấy mệt mỏi. Thế nên là cái gì ưu tiên là mình xử lý vấn đề về dạ dày, sau đấy là tim mạch, đúng không ạ? Và gan. Thì sau khi mà ba cái này nó vận hành tốt, tức là thải độc tốt rồi, hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt rồi, lưu thông các chất dinh dưỡng tốt rồi, thì tự khắc những cái chị bổ sung thêm những cái chất tốt cho tuyến giáp, tốt cho gan, bổ sung cho gan các thứ của chị lúc đấy nó mới được. Đấy, thì chị phải xin chuỗi lại cái gì trước. Ví dụ như mình dùng trước để cho mình thấy nó khá lên rồi, bắt đầu mình mới bắt đầu dùng thêm những cái khác. Nó phải làm quen dần dần, cơ thể mình nó phải làm quen dần dần. Chứ em nghe chị liệt kê như thế là em thấy hãi hùng rồi đấy. Người khỏe mệt. Các anh chị cứ thử ăn nhiều thức ăn, cái bữa nào mình ăn thật no xem mình có bị mệt không, đúng không? Đấy, thì cái việc tiêu hóa như vậy. Vâng, em cảm ơn ạ. Chị ơi, còn hai vấn đề nữa, chị xin phép hỏi nhiều một chút. Đồng thời ấy, thì bố chồng em ấy cũng một ngân hàng bệnh, ông hiện tại là ông bệnh lắm rồi, thì em cũng đang cho ông dùng song song được khoảng 10 ngày nay rồi. Ông bị ca dạ dày ấy thì đã cắt và điều trị 5 năm nay, bây giờ thì ca nó tăng. Còn với ông bị huyết áp cao, bị tiểu đường, cũng bị thoái hóa và bị tuyến tiền liệt các thứ đấy.
mấy dạo này thì ông cảm thấy yếu hơn ấy, ông bị xuống tinh thần nhiều ấy, với lại cũng do là một phần nữa là các cái bệnh nó đều tăng ấy. Vâng, thì thôi bây giờ lại gọi là góc cách nhá, lại hướng dẫn mọi người là về góc cách cơ chế ưu tiên, đúng không? Ok, các dạ dày rồi thì tức là cái vấn đề về tăng cho uống cái này này chị ạ. Dạ em đang cho ông uống như cái này xem có được không chị nhá. Alo ạ. Vâng, chị nói đi. Em đang cho ông uống là vẫn là lim đấy chị, lim cơ sở, lim bụi vâng. Xa cái gì lim gì đấy, tóm lại là lim cộng với lại Novomin. À lúc này em còn chưa nói là em cũng uống Novomin, có hôm em uống 20 viên rồi. Thôi chị uống mỗi tháng đã đủ rồi, chị bớt liều đi thì là dạ. À của ông ấy thì là uống xin lim này cộng với lại Novomin này cộng với Healthy này cộng với lại siêu vitamin này, canxi này. Vậy đó, của bố chồng em, đang cho ông dùng như thế. Em chưa cho ông uống bộ ba thanh lọc chị ạ, thì ông cũng đang yếu ấy, thì em cũng có nghe mọi người chia sẻ hàng ngày ấy, thì là em chưa cho uống bộ ba, nhưng mà hiện giờ ông đang yếu như này, em cho uống như thế thì không biết ông cần tự uống thêm gì được không ạ? Rồi bây giờ như thế này, em nghe qua chị uống cái bộ ba thanh lọc, bởi vì bộ ba thanh lọc nó đào thải theo cơ chế tự nhiên của cơ thể, nó không đơn giản, nó không kịch như là chị dùng trà tê, cho nên là chị cứ cho ông dùng cái bộ ba thanh lọc nó hết sức bình thường, nó lọc theo cơ chế để nó dọn dẹp các cái độc tố ở trong tế bào và nó đi có đường đi vệ sinh bình thường thôi, chứ nó không có một cái gì là phải lo lắng, vì mặc dù đây nó là thải độc đúng không, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái việc là chị đang khỏe hay đang yếu đâu, nên là nên cho ông dùng này. Và ông nên chỉ một trong hai, chị lựa chọn một trong hai, Healthyrhythm hoặc siêu vitamin, bởi vì bản chất của siêu vitamin hay Healthyrhythm nó đều là các cái loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, cho nên mình không nên đưa cả hai thứ cùng một lúc, mình sẽ bị thừa. Dạ vâng ạ. Đúng không? Và theo em thì chị ông uống theo vitamin là ok rồi, thì thay vì chị để uống siêu vitamin mà ông đang bị lo lắng bị stress vì bệnh tật ý, thì chị nên mua cho ông cái stress relief, bởi vì là nó cũng lũy độc tố khiến cho cái bệnh tật nó sẽ nặng hơn, bởi vì stress nó là một cái nguyên nhân gốc rễ cơ bản nhất của rất nhiều căn bệnh, nên là chị mua cho ông cái stress relief của dòng Supernatural ấy. Vâng. Rồi ông bị tim mạch tiểu đường, nghĩa thì là đây là ông uống được cái bộ ba luôn thì nhỉ, tại vì ông cũng uống được khoảng 10 ngày rồi, các thứ khác rồi, bây giờ uống bộ ba với cả cái bỏ cái vitamin siêu vitamin đi thì chị mua thành bằng cái stress relief. Vâng ạ. Ngoài ra thì ông bị tim mạch với các tiểu đường thì chị mua cho ông các cái sản phẩm liên quan đến tim mạch và tiểu đường, chứ không cho ông dùng à, bởi vì là bây giờ cái dạ dày ông đã cắt rồi thì em mua nhiều thứ nó cũng không, nhiều thứ nó không có hàng ấy chị ạ, thế là em lại cứ cho Novovin với lại Healthy siêu vitamin với lại canxi đấy chị. Vâng, thôi thì đấy chị thay cái siêu vitamin bằng cái stress relief á, nó vừa kinh tế, nó lại vừa đúng với cái vấn đề của ông hơn, nó đỡ bị thừa đấy. Ngoài ra thì để mà liên quan đến tiểu đường huyết áp thì chị có thể cho ông uống Pulsebox này, rồi là cái một cái nữa để làm khỏe thì thành mạch ý, là cái rutin và leucine ý, cái rutin leucine rutin và Pulsebox này, đấy là cái ưu tiên hàng đầu, và cái Yoga Pure Heart, cái dòng Yoga mà dành cho tim tiểu đường tim mạch ý đó nhá, thì đấy chuyển đổi đi cho nó đỡ tốn kém mà nó đỡ bị chồng chéo. Vâng ạ. Ok chị. Rồi. Em cảm ơn ạ. Cuối cùng nha. Lúc thôi rồi sẽ thêm một anh nữa giơ tay rất là ngoan, xong đến chị Hiền Hoàng. Em xin thêm em khoan luôn ạ. Em cảm ơn nhá. Dạ. Rồi ạ, em chào chị. Rồi thôi em mời anh Hòa, vậy ưu tiên anh Hòa là người quen nha. Em xin phép được ưu tiên người quen, em mời anh Hòa. Người siêu quen. Trước hết là Hòa cũng xin cảm ơn giám đốc Hiền đã cho Hòa được có cái lời chia sẻ đây. Hòa xin kính chào toàn thể các anh chị em, cô chú ở trên Zoom. Những cái buổi mà được học thế này vô cùng giá trị, và cái nguồn
nguồn thông tin ở đây là vô cùng chính xác. Hòa vẫn thường nói với đội nhóm của Hòa là hãy tập trung vào những cái nguồn thông tin chính xác, chính thống ở đây để học. Thì hôm nay Hòa cũng có một câu hỏi. Trước hết là với giám đốc Hiền thì chỗ anh em, chị em cũng quen nhau, anh em cũng quen nhau lâu rồi, cũng rất là hiếm có dịp gặp nhau. Nhưng mà hôm nay có dịp thì anh Hòa có xin hỏi Hiền một câu là với cái việc mà chúng ta sử dụng cái dòng Lovomin này này, thì đội nhóm Hòa cũng như là tất cả các y dược bác sĩ thì cũng có nói là dùng rất là nhiều nhưng không ảnh hưởng gì. Tất nhiên là Hòa cũng muốn hỏi về cái chuyên ngành của nó ấy, là Hiền có thể cho anh biết là nếu mà như cái bình thường thì chúng ta có thể dùng khoảng 3 viên, 5 viên hoặc là mấy viên trở lại thôi, chứ dùng khoảng 10 viên đến 20 viên, có người bảo dùng lên đến 20 viên, 30 viên một ngày, thì Hòa nghĩ là đấy nó có phải là sự lãng phí không? Đấy, thì nếu mà dùng để cho nó đúng cái liều lượng, bởi vì là Hòa nghĩ là nếu mà uống vào nhiều quá thì nó sẽ không hấp thu hết và nó cũng thải đi thì nó quá là lãng phí. Đấy, cho nên là từ trước giờ định mức của mọi người thì cũng không biết bao nhiêu là đủ cả. Đấy, thì mọi người cứ nói bảo nếu mà có liều, có bị vấn đề gì về sức khỏe thì cứ tăng liều lên, mà có người thì uống đến 18, 20 viên, đến thậm chí còn 30 viên một ngày. Thế thì cái việc mà tất nhiên uống nhiều thì nó không ảnh hưởng gì cả, nó vẫn là khỏe bình thường thôi, nhưng mà uống thế thì sợ nó có thừa hay không. Thì theo như định mức của giám đốc Hiền có thể cho mọi người biết là uống ở cái mức như nào là hợp lý nhất cho cái người có thể trạng yếu hoặc là thể trạng mà sức khỏe cần tăng cường sức khỏe. Thì xin phép Hiền được giải thích cho câu này cho Hòa cũng như là cho mọi người. Xin cảm ơn em. Cảm ơn câu hỏi của anh Hòa, vì cái này là một trong những cái vấn đề mà nó có thể nói là chính các bác sĩ ở trong hệ thống của chúng ta cũng đã có những câu hỏi cho em, bởi vì họ rất là quan ngại. Nhưng mà em cũng phải thẳng thắn rằng là đôi khi trong cái ngành của mình là người ta tôn trọng những cái người tuyến trên, những thế hệ đi trước. Trong những cái buổi đào tạo của mình thường hay nói với mọi người rằng uống rất là nhiều, uống với liều cao. Và họ không có gọi là không có được dám đưa ra những cái ý kiến mang tính chất quan ngại của mình ở góc độ y học. Cái đấy là em cũng phải thẳng thắn với các anh chị. Bởi vì là nếu như mà dùng liều cao mà không có vấn đề gì thì không có lý gì người ta phải đưa ra liều lượng. Cái gì cũng vậy thôi, ăn uống hay bất kể cái gì, đừng nói rằng em nói ở đây là không có vấn đề gì. Nếu mà uống mà có tác dụng mà uống nhiều không có vấn đề gì là điều phi lý, đúng không? Trong cái Novomin này các anh chị đều biết nó có thành phần chính, công thức của nó tỷ lệ hợp lý và được công trình giải thưởng của chúng ta Viện Hàn Lâm của Nga ấy, là công thức tỷ lệ hợp lý giữa A, vitamin A, C và E. Thì trong đấy có vitamin A và vitamin E là nó sẽ luôn luôn lưu giữ trong cơ thể của chúng ta. Còn vitamin C thì nó mới đào thải qua con đường đi vệ sinh hàng ngày, đúng không? Thế thì rõ ràng có hai cái là luôn luôn lưu giữ trong cơ thể. Vậy thì nếu như mà nó sẽ đào thải lâu, đấy là nghĩa là nó sẽ đào thải lâu. Vậy thì nếu như chúng ta cứ uống với một liều lượng cao trong một thời gian dài thì nó làm sao nó đào thải được hết? Và như em nói, cái cơ chế là cơ thể của chúng ta là cái gì tốt nhưng với hàm lượng vừa đủ thì nó mới có tác dụng. Còn nếu như nó cứ tích lũy trong cơ thể của mình mà không đào thải ra được bên ngoài thì nó sẽ trở thành là tác hại. Và tất cả mọi cái tốt nó cũng phải có thời gian nó mới thể hiện được, và hại cũng phải có thời gian nó mới thể hiện được. Cho nên chúng ta không làm cái ngành này, chúng ta phải nói đúng. Chúng ta phải làm đúng, chúng ta đừng chỉ đơn giản là làm một cách gọi là để em nói có những cái là vì lợi nhuận. Vì cái thiếu hiểu biết mà chúng ta tuyên truyền cho nhau nó không đúng thì nó ảnh hưởng đến sản phẩm, uy tín về sản phẩm, uy tín về cái ngành nghề này. Bởi vì bản chất các anh chị biết rằng là cái ngành nghề này chúng ta hướng dẫn nhau để những người có thể không có chuyên môn vẫn có thể biết để đi tư vấn, đúng không? Nhưng ngược lại, nếu như mà vì không biết mà đi tư vấn linh tinh mà có vấn đề gì về sử dụng sản phẩm thì người ta sẽ chụp mũ cho toàn bộ những cái người làm cái công việc này, những người có trình độ như không có trình độ, người ta sẽ chụp mũ như nhau. Cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong cái việc này. Đó, cho nên em khuyến cáo cái việc mà chúng ta sử dụng sản phẩm, đầu tiên là phải tuân thủ đúng cái liều lượng đã được hướng dẫn trên cái tem phụ của sản phẩm. Đấy là cái điều chắc chắn nhá. Còn trong thực ứng dụng của sản phẩm, đương nhiên là cái liều mà ghi trên cái tem nhãn phụ là liều an toàn nhất, chuẩn chỉ nhất, và phải cần có thời gian nó mới phát huy được hiệu quả. Vậy thì trong thực tế chúng ta dùng để hỗ trợ cho những người có vấn đề về sức khỏe, tức là nó bị lệch lạc một cách nghiêm trọng rồi, thì chúng ta có thể dùng mà ngay cả ở trong website khi giới thiệu về sản phẩm, đặc biệt những sản phẩm như anh Hòa nói đây, cụ thể là Novomin, thì người ta có nói là trong những cái vấn đề mà giai đoạn mà sức khỏe có vấn đề bị đặc biệt nghiêm trọng
có thể dùng liều từ 7 đến 10 viên và chỉ duy trì từ 7 đến 10 ngày. Sau đấy phải quay trở lại với liều hướng dẫn bình thường. Và với những người như bình thường đây, chúng ta dùng là cái sản phẩm này là chống oxy hóa và chống lại các cái độc tố từ bên ngoài, nó giúp là ngăn cản không cho cơ thể mình hấp thụ các cái độc tố từ nguồn thức ăn chẳng hạn. Thì với những người mà thường xuyên sinh hoạt trong môi trường độc hại như khói bụi, ô nhiễm nhiều thì có thể dùng 2 viên một ngày đều. Nhưng với những người bình thường, trong môi trường bình thường thì chúng ta chỉ cần dùng đều một ngày một viên. Quan trọng là dùng đều chứ không phải là ngày có ngày không. Đấy, thì cái đấy là cái điều mà chúng ta hết sức phải nghiêm túc và nhìn nhận với nhau. Chứ chúng ta đừng có mù quáng chạy theo những cái gọi là những cái kinh nghiệm mà có những cái thực sự em nói ở đây nhiều khi nó sẽ mất rất nhiều thời gian để mà có thể đính chính lại cho mọi người. Và nếu như các anh chị ở góc độ công ty, bọn em cũng đã tiếp nhận rất nhiều những cái trường hợp kiện cáo ở các tỉnh. Chỉ vì là dùng sản phẩm mà người ta có một cái vấn đề gì đấy, thì khi bọn em tìm hiểu cái cách hướng dẫn sử dụng thì mà thực sự là mình cũng khóa mồm luôn, mình cũng không biết nói như nào luôn á. Bởi vì là đúng là dùng sản phẩm, nhưng cái quan trọng là họ không có dùng đúng với cách sử dụng, họ dùng bằng một cách khác. Cái dùng để bôi để thoa thì lại hò ra uống, cái uống chỉ 1-2 viên thì bảo nhau uống đến 20 viên thậm chí 30 viên. Và cuối cùng nó sẽ gây ra một số các cái, nhiều khi chưa hẳn là đã là do sản phẩm, bởi vì khách người ta cũng chỉ mới dùng thôi. Nhưng rõ ràng là với cái đơn mà đưa ra cho một cái người bệnh nhân như vậy, bác sĩ, công an, những cái người liên quan, cơ quan chức năng, người ta nhìn vào đấy thì người ta sẽ có thể quy chụp cho sản phẩm của mình chứ. Có đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng cái cơ chế hoàn toàn là có thể gây ra mà. Đúng không ạ? Chất độc có quan trọng, có cần dùng không? Có. Ví dụ như là thuốc viện dùng trong giảm đau, nó sẽ là chất tốt nếu dùng trong giảm đau với liều lượng cho phép, đúng không? Những bệnh nhân ung thư người ta vẫn phải dùng, nhưng với liều lượng cho phép thì nó là tốt. Nhưng cũng là thuốc viện mà dùng liều cao thì chúng ta có thể là có hại không? Nó gây phá hủy các cái nội tạng cơ thể của chúng ta không? Còn đúng không? Có những cái thứ nó là chất độc nhưng mà nó lại tốt nếu với liều lượng cho phép. Có đúng không ạ? Ví dụ như là cái dầu balsam của mình thôi, nó là độc dược của thực vật. Cái bản chất nếu các anh chị tìm hiểu về cây dầu balsam nhé, cái cây balsam không có bất kể một con bọ nó vo ve được xung quanh nó, vì cái nhựa của nó rất độc, nó là chất độc tự nhiên. Nhưng không có nghĩa nó độc thì mình không dùng nó. Chính vì vậy tại sao dầu balsam nó có tính sát khuẩn và kháng sinh diệt trùng, đúng không? Và làm cho da của chúng ta, bảo vệ da của chúng ta khỏi các cái gì ạ? Các cái vi khuẩn virus nó thâm nhập khi chúng ta dùng nó để thoa. Đúng không ạ? Nhưng cái điều chế để uống có không? Có, nhưng với hàm lượng sẽ khác nhau. Cái dầu balsam của chúng ta, cái dạng điều chế để massage khác, dầu balsam điều chế để xúc miệng khác. Đúng không ạ? Bởi vì cái quan trọng là vẫn là chất đấy. Nên nhiều người bảo, ôi chết rồi chị ơi, em thấy balsam là chất độc, thế tại sao công ty mình lại bán cái dầu balsam này khác gì bán chất độc? Em bảo là mọi người phải có kiến thức để hiểu rằng là tất cả các cái chất độc hay hại nó còn phụ thuộc vào cái tỷ lệ mà mình đưa vào trong cơ thể của mình nữa. Đúng không ạ? Và những cái gì đã được cục dược cho phép nó đều phải có cái nguyên nhân và có cái cơ chế của nó, đều có nguyên lý khoa học của nó cả. Cho nên là không phải quan ngại, chỉ quan trọng là mình phải dùng đúng cái gì ạ? Cái ứng dụng của nó, cái chỉ định của nó. Cái gì là bôi thì bôi, cái gì là uống, chứ không phải là làm ngược lại. Đúng không ạ? Cái dạng uống chúng ta lại mang ra xịt vào mũi rồi là các kiểu. Cái nói chung tư vấn viên nhà mình thì sáng tạo dựa trên cái cơ chế về về vụ trong đấy là sẽ có thành phần kháng sinh tự nhiên, thì chúng ta có thể ứng dụng theo cái kiểu là thuốc bột thì bôi ra đắp chẳng hạn, kiểu như thế. Nhưng mà chúng ta không có cái kiến thức về những cái gọi là xâm lấn, những cái liên quan đến về mặt dược lý nữa. Bởi vì của chúng ta là thảo dược, cho nên chúng ta phải nhớ là cái đấy là rất cẩn trọng. Chúng ta không thể gọi là bất cẩn trong những cái tư vấn của mình được, bởi vì nó lại uy tín ngành nghề, các anh chị phải trân trọng cái điều đấy. Nên tại sao những buổi này em luôn luôn lưu ý với các anh chị rằng là về mặt cơ chế chung thì có thể đúng, nhưng mà cách ứng dụng của chúng ta mà không chuẩn chỉ ấy, là nó sẽ gây ra cái hậu quả lâu dài, nó không hay ha. Rồi, ok. Em cảm ơn câu hỏi của anh Hòa và cũng là cái để mà hướng dẫn cho tất cả mọi người chúng ta cứ bình tĩnh, bởi vì sản phẩm của chúng ta là sản phẩm tốt, đúng không ạ? Nó tốt, nó thể hiện cái hiệu quả của nó không phải ở cái việc liều cao, mà quan trọng là cái ưu thế của CBD tại Việt Nam là gì? Là sản phẩm hiệu quả và kinh tế,
Và chính vì vậy nó mới hỗ trợ cho cái người dùng là dùng đúng liều được, dùng đủ cái loại họ cần dùng và dùng đều được, bởi vì nó cân đối được cả về gì ạ? Thành tố về các cái dưỡng chất cần thiết, cần về cái gì ạ? Về cái giá trị về mặt kinh tế. Người ta có thể bỏ tiền ra một cái khoản tiền vừa phải để dùng đều hàng tháng. Chứ sản phẩm, rất nhiều các công ty khác có sản phẩm tốt nhưng cái người dùng người ta không duy trì đều được. Cái thực phẩm chức năng nó như là dinh dưỡng ấy, bởi vì bản thân là bệnh tật sinh ra là do lệch lạc, mà vấn đề là ăn uống hàng ngày bây giờ nó không bổ sung đủ được, cho nên buộc phải bổ sung bằng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Vậy muốn như vậy thì nó cũng phải sống chung, nó không phải là thuốc, mà không phải là hết bệnh cái là thôi là ngừng, đúng không? Bởi vì cái cơ thể của chúng ta là đã bị lệch lạc về mặt tổng hợp rồi, cho nên nó buộc phải hỗ trợ bởi cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Nên cái cơ chế nó là phải đúng đủ và đều, thì chúng ta cứ dùng đều đủ đều thì là nó sẽ khỏe dài. Còn nếu chúng ta ngừng một thời gian sau thì nó lại lệch lệch, thì nó lại phát sinh ra cái vấn đề bệnh tật thôi. Cái cơ chế nó rất đơn giản là như vậy. Thế cho nên chúng ta ra đấy thì chúng ta hãy yên tâm một điều rằng hãy chăm sóc tốt cho khách hàng, họ dùng hiệu quả thì chúng ta sẽ có những người khách hàng trung thân dùng đều, thì doanh số của chúng ta có phải đều không? Chứ chúng ta đừng có hướng đến cái việc là trị xong bệnh xong rồi lại đi tìm người khác để trị bệnh. Thế thì chúng ta suốt ngày chỉ quẩn quanh với việc đi kiếm khách hàng và chăm sóc khách chữa bệnh thôi, đúng không ạ? Và vấn đề là trong cái quá trình mà để chữa được bệnh, chúng ta hay phải tư vấn với cái liều cao, thì cái rủi ro trong cái việc dùng liều cao là nó sẽ rất cao, đúng không? Bởi vì nó không đúng với những cái gì là cơ chế mà sản phẩm nó được vào chế ra rồi. Chúng ta đến người ta sản xuất, người ta còn phải dùng cân đo đo đếm để làm sao cái hàm lượng nó hợp lý, mà chúng ta cứ tùy tiện chỉ ước chừng là như thế đã là nguy hiểm rồi, đúng không? Cơ địa mỗi người, thậm chí là có những cái thành phần ở trong đấy nó còn phản ứng với cơ địa khác nhau nữa cơ. Đó, thế nên các anh chị phải hết sức lưu ý điều đấy nhá. Rồi, người cuối cùng ạ, còn 4 phút. Khi 12 rưỡi đó chị Hiền Hoàng như đã hứa, em mời chị Hiền Hoàng. Đâu rồi, sao không mút? Không. À. Chị Hiền Hoàng đâu rồi ạ? Chị Hiền Hoàng không thèm bật mic luôn à? Tay xong để đấy à? Chị Hiền Hoàng giơ chân để đấy thì thôi, lại nhường một cuối dung cho chị Phương. Chị Phương nha. Vâng, em mời chị Phương. Chị Hiền Hoàng không kiên nhẫn được. Em mời chị Phương. Chào Thu Lĩnh. Chào mọi người trong Zoom. Em có câu hỏi là một trẻ em á, mà nó phát triển chiều cao chậm á, thì mình có thể dùng cái sản phẩm nào cho nó hiệu quả về phát triển chiều cao? Dạ, chị ơi, trẻ em ở đây là bao nhiêu tuổi ạ? 12 tuổi. 12 tuổi trở lên rồi thì có thể sử dụng cái sản phẩm canxi của mình. Canxi và cũng kết hợp với vitamin D3, omega 3. Của người lớn rồi, trên 12 tuổi trở lên là có thể sử dụng sản phẩm của người lớn rồi, là coi như là gọi là biển luôn. Thì cái mà canxi hữu cơ hiện nay hiệu quả nhất là cái vegan bond, cái bond vegan, cái hộp dòng 3D ấy. Thì nếu như mua được cái đấy thì cái khả năng hấp thụ và chuyển hóa nó sẽ nhanh nhất khi mà dùng cái sản phẩm đó kết hợp với cả vitamin D3 dạng uống, dạng chất lỏng của mình. Còn nếu không có cái đấy thì chị chỉ cần uống vitamin canxi bình thường thôi là ok. Rồi. Có một câu hỏi đấy thôi đúng không chị? Rồi. Thôi, có lẽ là cũng đã đến lúc nào. Dạ, có gì ạ? Dạ, em là chị. Vậy bây giờ cũng đã đến 12 rưỡi rồi, như vậy chúng ta cũng đã kinh qua với nhau, mọi người cũng nhìn thấy mặt em, nghe em nói nãy giờ là gần 2 tiếng rồi ha. Thì hôm nay cũng là cái buổi đào tạo Zoom cuối cùng của CyberConnect trong tháng 11, thì em cũng rất là mong là các anh chị cũng đã lĩnh hội được phần nào những cái thông tin kiến thức về sản phẩm, nói riêng hôm nay là Healthivism. Ngoài ra thì trong cái phần hỏi đáp thì chúng ta cũng được chia sẻ, cũng như là chia sẻ quan điểm, cũng như là về rất là nhiều cái cách trong cái cách thức chúng ta chăm sóc sức khỏe. Thì anh chị nhớ giúp em cái cơ chế là thanh lọc năng lượng và cân bằng, đấy là một cái kim chỉ nam đầu tiên khi lựa chọn các cái sản phẩm cho bản thân mình thì phải ưu tiên cái gì, đúng không ạ? Khi nói đến năng lượng thanh lọc năng lượng cân bằng thì việc đầu tiên chúng ta phải nhớ đến cái việc là thanh lọc, là thải các độc tố trong cơ thể, sau đấy thì cung cấp đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, và cuối cùng thì mới là sử dụng các cái sản phẩm mà chuyên biệt cho vấn đề về sức khỏe của chúng ta đang bị lệch lạc phải. Đó,
Đấy là một cái cơ chế rất dễ để một tư vấn viên có thể nắm bắt được. Và chúng ta cứ bám sát theo cái cơ chế này thì chắc chắn các anh chị sẽ sử dụng sản phẩm hiệu quả. Và một cái điều tiêu chí nữa đó là đúng, đủ đều, đúng lại, đúng liều lượng, đúng không ạ? Và gì ạ? Đủ liều lượng cần thiết chứ không thừa không thiếu và phải đều đặn dùng hàng ngày nhá. Ok, rồi Hiền sẽ không nhiều lời hơn nữa và chúc tất cả các anh chị một kỳ tháng 11 chốt doanh số thực sự thành công. Những anh chị nào mà đã mới đến với Cyber Wellness thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả để làm sao có thể gắn bó yêu thương Cyber Wellness hơn nữa, giúp cho Cyber Wellness Việt Nam của chúng ta ngày càng lan tỏa được những cái giá trị thảo dược của vùng Siberia mang đến với Việt Nam, và giúp cho tất cả các người dân Việt Nam của chúng ta sẽ có được thêm một cái phương tiện chăm sóc sức khỏe một cách hợp lý, hiệu quả cả kinh tế nữa, đúng không ạ?